Cái mã hàng tiếp theo thì lên cho bác nhanh một số cái mã hàng về thiết bị vệ sinh điện nước này. Đấy. Lên luôn cho bác đó là cái dòng vòi xịt vệ sinh inox 304 nhá. Con này thì quá chất lượng rồi. Đấy, và bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Đó, một cái bộ vòi xịt vệ sinh đầy đủ một bộ nha. Đấy, bao gồm là dây này, đấy, bao gồm một sợi dây nhá, inox 304 chống xoắn, chống gập, chống rối nhá. Đấy, một sợi dây. Gen của nó toàn bộ là gen 21 nhá. Đấy, toàn bộ là gen 21, toàn bộ là bằng inox 304 luôn. Đấy, dây đến ốc các thứ là toàn bộ bằng inox 304. Đấy, sẽ gồm có là một sợi dây này, đi kèm là một cái tay xịt nhá, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan Su 304 nhá. Đây các bạn nhìn cái phần gen này. Đấy, rồi là inox này, rất dày nhá. Đấy, cực kỳ dày chất lượng luôn. Đây là phần tay bóp này, tay bóp thì cực kỳ là êm ái và cái lượng nước nó xịt ra nó rất là khỏe ạ. Đấy, xịt ra rất khỏe, các bác mua về thay một loạt những cái vòi, những cái dạng vòi nhựa, vòi cổ hồi xưa ấy, các bác dùng rất là nhanh hỏng nhá, và một thời gian là nó xuống cấp, nó rất là nhanh hỏng. Con này các bác mua về dùng rất bền, các bác nhìn inox rất là dày nên dùng siêu bền luôn. Cái này anh em dùng khoảng tầm 3-4 năm nay rồi, rất bền luôn nhá, rất bền luôn, dùng cực kỳ thích luôn, lượng nước ra rất đều khỏe nhá. Đấy, và đi kèm tiếp luôn các bác là một cái giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ thì về các bác bắt cái này vào tường, sau đó là có kèm luôn cho bác cả ốc vít này luôn. Đấy, thì về các bác khoan lỗ bắt cái này vào tường và các bác lắp dây vào, sau đó là khi mà mình dùng xong là mình đeo lên này là xong. Đấy, một bộ của nó là đầy đủ là cả dây này. Đấy, cả dây rồi là cả cả giá đỡ này, cả tay xịt này, rồi là ốc yếc các thứ đi kèm là một bộ này, chọn bộ này, hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đó, giá của nó thì rất là bình dân thôi, 100.000 một bộ nha, 100.000 bộ. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh ở toilet nhá. Đấy, thì một bộ chọn bộ nha, đóng nguyên túi này luôn nhá, mới keo nhá, hàng mới keo, hàng bãi nhưng mà mới keo luôn nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã nha, sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh toilet. Giá sẽ là 100.000 một bộ thôi. 100.000 là đầy đủ phụ kiện luôn. Về các bác không cần phải mua thêm gì cả. Về chỉ việc là khoan cho em hai cái lỗ, bắt cái giá đỡ vào, lắp cho em cái tay với cái dây vào, nguồn nước là các bác xà thôi, không cần phải mua thêm gì. Còn ví dụ như nhà có sẵn cái lỗ cũ rồi, các bác chỉ việc là lắp vào là xà thôi, không cần phải khoan nữa. Rất ok luôn. Về là chỉ việc lắp vào là xà, mà cực kỳ dễ dàng lắp đặt nha. Những cái chỗ rong này thì các bác cẩn thận này, thêm cho em một ít băng keo non vào cho nó kín nữa nha, nó kín ok. Đấy, 100k một bộ thôi. Đấy, mua về thay hết những cái dạng bộ vòi nhựa thứ nhà mình đi, dùng bộ này thì siêu bền mà nước ra rất khỏe và tay bóp rất là êm ái, ok, rất nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, 100.000 bộ, bộ vòi xịt nhà vệ sinh nhá, toilet 100k bộ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây này, đây có nhìn này. Đấy, cái lực nước em test nha. Đấy, lực nước em test ra rất là khỏe và đều luôn. Đấy, vì cái con này, cái lỗ thoát nước của nó đây này, cái lỗ thoát nước của nó thiết kế nó rất là ok nên là cái lượng nước nó ra rất khỏe và đều, dùng rất thích luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, inox 304 thì dùng rất là bền rồi, không lo gì sét, không lo nó bị hỏng hóc, rồi là nó rất là bền theo thời gian nhá. Đó, hàng này của Nhật, Osaka Japan. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này em test đây. Đó, 100k nhá, 100k một bộ sản phẩm này, là đầy đủ phụ kiện, về các bác chỉ việc xà thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Đấy, rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô vòi sen massage, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, lên mã thì em sẽ cái bộ vòi sen massage. Bộ vòi sen massage này thì hiện tại em đang bán giá sẽ là đi massage, giá của nó đi sẽ là 70.000 bộ thôi, chỉ có 70.000, giá rất bình dân nhá. 70.000 bộ vòi sen massage này các bác mua đâu được. Đấy, chỉ có shop Tín Hiền mới bán được cái giá này thôi. Đây, một bộ vòi sen này sẽ gồm có là một tay sen này. Đấy, một tay sen và đi kèm là một cái sợi dây cũng nhá. Sợi dây thì cũng là gen 21 cũng nhá, cũng là gen 21, và dây thì cũng sẽ là dây inox chống gập, chống rối cho em luôn. Đấy, về các bác lắp vào nguồn nước nhà mình, sau đó là các bác lắp vào cái tay sen và các bác xà thôi. Cái hay của cái tay sen này thì nó sẽ có cái nút đóng mở này. Đấy, cái nút công tắc đóng mở cái tay cầm này luôn. Đấy, bình thường thì các bác cứ phải hay khóa ở cái đầu nguồn nước nhá, nhưng mà cái con này thì không cần. Các bác chỉ việc là mở khóa, đóng khóa ở luôn cái tay sen này cho em, rất ok. Đấy, và một cái chức năng rất hay ho nữa là nó có thể chỉnh các chế độ này. Đấy, thì các bác xoáy cho em cái vặn vặn cho em cái công tắc này thì nó sẽ có các chế độ nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3. Đấy, nó có tổng là 3 chế độ nước khác nhau nhá, thì nó sẽ phun ra theo dạng tia nhỏ bên trong này, phun là tia ở vòng ngoài này, rồi là phun ở bia, phun toàn bộ này, rất ok. Và đây là nó có những cái gai này, các bạn nhìn, có những cái gai nhà này. Đấy, có những cái gai nhỏ li ti, nó là cái đầu dạng gai thiết kế là chất liệu là silicon, nó rất là êm ái, các bác dùng vừa kỳ cọ vừa massage này. Đấy, kỳ cọ những chỗ nào mà nó bẩn ghét các thứ này, vừa kỳ cọ vừa massage. Đấy, rồi là mình vừa tắm vừa kỳ cọ và massage, dùng rất thích luôn. Đấy, cái con massage massage này thì
vì em bán cực kỳ nhiều rồi, vì giá nó quá tốt mà sản phẩm nó dùng nó quá ok luôn ạ. Gen 21 về các bác lắp đặt vào cái dây này là lắp vào cái củ sen này mình là xài thôi. Đó, 70.000 bộ nhá, 70.000 bộ là bao gồm là một tay sen nhá, một tay sen và một cái cuộn dây nguồn nha, dây là dây inox nhá, là 70.000 bộ này. Lên mã em sẽ được cái vòi sen massage 70.000 bộ, rất nhiều chức năng hay ho nhá, các bác mua về dùng ok lắm. Đó, rất ok luôn, 70.000 bộ. Đây, ngoài ra thì bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác đó cái giá đỡ sen nhá. Nhiều bác hỏi là có bán kèm giá đỡ sen không, thì đây có nhá, giá đỡ sen này thì bên em đang bán cái dạng giá đỡ sen dạng dính nhá nhá. Bình thường là các bác mua những cái giá đỡ là nó có sẵn đấy, đi kèm ấy thì nó hay phải bắt ốc đấy, thì các bác cứ phải khoan đấy. Khoan thì thứ nhất là nó phải có máy khoan, rồi các bác nào phải có tí tay nghề thì khoan nó mới chuẩn được, bắt vào nó mới ok. Mà thứ hai là khoan thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nó lổm chà lổm chổm bây giờ đấy, ví dụ như mình sau này mình không dùng nữa, nó tạo ra những cái lỗ nó lổm chà chổm nó rất là xấu đấy. Thì các bác mua cho em cái dòng giá đỡ sen này đấy, cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán là 30.000 một cái nhá, nó là dạng dính quá đấy, rất là thông minh, là dạng dính đấy. Thì về góc bóc cho em cái lớp keo ra này, bóc cho em cái lớp keo ra, các bác dính trực tiếp vào trong tường đấy, lau sạch cái chỗ mà các bác dính đi nhá, lau sạch giúp em đi, lau khô đi đấy, lau sạch và lau khô nước đi, sau đó các bác dính ấn chặt vào, các bác miết hết những cái phần ria này vào cho nó ốp chặt vào, sau đó các bác cài cho em cái xe này lên. Cái xe này thì bên em sẽ bán lẻ nhé, bán lẻ thì đang gửi bác là 30.000 một cái. Lên mã cho em sẽ là cái giá đỡ sen nhá, cái giá đỡ cho cái bát sen thì đang bán cho bác là 30k một cái giá đỡ sen nha. Đấy, thì bác nào mà nhà có sen các thứ rồi mà hiện tại đang hỏng giá đỡ thì các bác có thể mua cái giá đỡ nha. Giá đỡ này hiện tại em đang bán là 30.000 một cái, còn một cái bộ sen thì đang bán là một bộ cả dây cả bát thì đang bán là 70.000, là cái bộ sen massage đấy. Còn nếu mà các bác mà mua cái bộ này rồi mà chưa có giá đỡ thì mình có thể mua thêm cái giá đỡ này, thì cái giá đỡ này thì bên em đang bán kèm thêm là 30.000 một cái nhá. Thì chọn bộ này là cả giá đỡ cả sen là 100, còn nếu mà nhà các bác có rồi thì thôi, còn nếu mà bác nào muốn nhu cầu mua lẻ cái này thì bên em cũng bán luôn, bán lẻ một cái này là 30.000 nhé. Cái này dính chắc lắm, đây em quay cho bác cái nhà em đang xài này, đây cái này nhà em dính khoảng tầm hơn 2 năm nay, chắc khư luôn, các bác dùng tay giật cho em thoải mái luôn, nó dính chắc cực kỳ nhá. Đấy, không cần phải khoan đục gì, về lau sạch cho phần mặt đá đi, lau sạch lau khô đi, sau đó các bác ốp, các bác dán trực tiếp cho em xong. Đấy, con này nó có thể điều chỉnh ngửa lên ngửa xuống luôn này, rất là hay nhá. Đấy, thiết kế rất thông minh luôn đó, rất là ok. 30.000 một cái quá nhá, giá đỡ sen. Đấy, quay trở lại với cái bát sen massage thì đây em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm nhá, nó có các chế độ nước và khi mà tắm massage được rất hay. Đây các bác cùng coi này, đấy đầu massage silicone mềm mại nhá, đấy lắp đặt vào đó. Đấy các bác về dùng này, đấy vừa kỳ cọ này vừa massage đấy, rồi là thay đổi các chế độ nước nhá, đấy thay đổi các chế độ nước dùng rất ok luôn đấy, vừa tắm vừa thư giãn thoải mái nhá. Có những cái con massage dây cấp nước của nó sẽ là đầu gen 21 nhá, đầu gen 21 đấy, thì các bác gạt các chế độ này, tắt mở nước ở cái tay cầm luôn, rất tiện dụng luôn đấy. Đấy, là nước êm ái dùng rất thích nhá, đấy rất ok luôn, bán cực kỳ nhiều mà dùng rất ok luôn. Đấy, rồi thực tế về sản phẩm vòi sen massage nhá, thì đang bán bác là 70.000 một cái bộ vòi sen massage này là 70.000, còn lấy thêm giá đỡ sen thì đang bán cho bác là 30.000 một cái giá đỡ sen này coi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô đá mài nhật này. Đấy, lên luôn cho bác cái lô đá mài nhật nhá, cái nào con này thì về các bác mài dùng cực kỳ thích luôn, và bên em bán rất là nhiều rồi, hàng đá mài Nhật, hàng đá mài made in Japan đấy, của thương hiệu Katashiwa. Thì tại bên em đang có hai mã đá nhá, là một mã đá mài A và một mã đá mài B, thì em sẽ quay cho bác chi tiết về từng loại. Đây con này là con mã đá A này, đấy mã đá A em báo giá trước luôn nhá. Lên mã thì em sẽ là cái sản phẩm là cái mã đá mài A. Con này sẽ có giá là 90k một viên. Đấy, chỉ có 90.000 viên thôi, giá rất bình dân luôn. Katashiwa này, made in Japan này. Con này độ mịn của nó một mặt là 10.000. Đấy, một đánh dấu này, một mặt là thăng 10.000, một mặt là thăng 5.000. Đấy, cái thông số nó càng cao thì cái độ mịn nó càng cao nhá. Thông số càng cao, độ mịn càng cao. Đấy, cái này về các bác dùng để mài những cái dạng dao dao thái, dao phi lê nhá. Đấy thì nó độ mịn nó cao, các bác mài con dao thái phi lê rất hợp lý này. Đấy, hàng made in Japan. 5.000, 10.000 nhá, độ mịn là 5.000, một mặt 5.000, một mặt 10.000. Đá 90.000 viên, và đi kèm thì bên nhà xuất sẽ có kèm thêm nữa là một cái gioăng này, gọi là cái gioăng cao su để nó đỡ viên đá, để khi các bác mài, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa các thứ là không lo nó bị trơn trượt nhá. Các bác để lên cái gioăng này, đấy các bác để xuống các bác mài. Đấy các bác kê xuống thì
rất chắc chắn luôn, không lo viên đá nó bị xô dịch, thì khi mà các bác mài dao nó dễ mài. Đấy, các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê mà, mình phải có cái kê nó chắc đã thì khi mà mình làm nó mới chuẩn chỉ được nhá. Đó. Mã đá A nhá, 90.000 viên, thông số sẽ là 5.000 10.000 nhá các nhá. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho bác đó là cái mã đá B. Cái này thì độ mịn của nó sẽ thấp hơn, một mặt là 8.000 và một mặt này là 3.000 các nhá. Đấy, cái này thì độ mịn nó thấp hơn thì đồng nghĩa việc là cái độ nhám nó sẽ cao lên. Đấy, nó sẽ cao lên. Thì ví dụ về các bác mài dạng dao chặt cho trước các thứ, các bác dùng con này cho em này. Đấy, Made in Japan Katashiwa các nhá. Một mặt là 8.000, mặt này là mặt 8.000 này. Còn cái mặt dưới đó là mặt 3.000, cũng đi kèm cho bác là một cái giòn cao su nha, cái giòn đế cao su để các bác để viên đá thì khi các bác mài không lo nó bị trơn trượt nhá, xô dịch. Rất ok luôn. Con này thì em lên mã sẽ là mã đá B nhá. Đá B độ mịn là 8.000, 3.000 các nhá. Đá B này. Đá B độ mịn sẽ là 8.000 và một mặt là 3.000. Giá của nó thì sẽ rẻ hơn một chút, 80.000 một viên. Đấy, đá B sẽ là 80.000 viên, còn mã đá A thì là 90.000 viên. Đó thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Đấy, hoặc các bác có thể lấy một lúc hai viên luôn được. Đấy, đá A là 90, đá B là 80 nhá. Về các bác mài dao mài kéo các thứ giờ rất ok luôn. Đá Nhật mài cực kỳ thích. À, cái dòng đá này thì trước khi về xài thì các bác ngâm nước cho em lúc nào mà các bác cảm thấy là nước nó no rồi thôi. Đấy, ngâm vài ba ngày được. Càng ngâm lâu càng tốt nhá. Nước nó ngấm vào càng nhiều thì khi mà các bác mài càng dễ mài, càng trơn đá mà mài càng sướng luôn. Đó, về giúp em là ngâm nước càng lâu càng tốt nhá. Đó. Rồi em qua mã sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng kiềng chắn gió bếp ga này. Đấy, mã hàng kiềng gió bếp ga. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Giá thì nó bình dân thôi. Lên mã thì em sẽ được cái kiềng chắn gió bếp ga này, 30.000 một cái. Đấy, 30.000 một cái nhá. Cái này về các bác công dụng của nó là các bác để lên những bếp ga của nhà mình. Đấy thì các bác để lên thì nó sẽ chắn toàn bộ phần ga, nó không bị chìa ra ngoài nhiều. Và thứ hai là chắn được cái lượng gió. Đấy, đặc biệt là các bác để những bếp ga ngoài, gió máy thứ nó thổi vào. Đấy, nó xô ga các thứ giờ là các bác đun nó rất là hao ga, thì các bác lắp cho em cái này vào rất ok. Đấy, khi mà lắp cái này vào thì cái gió nó không tạt được cái ga nữa nhá, đun nó nhanh sôi. Và thứ hai là cái lượng nhiệt nó sẽ dồn hết lên cái phần đít nồi, đáy nồi. Đấy, nên khi mà các bác đun rất là nhanh sôi, tiết kiệm ga nhá. Đấy, nói chung là con này nên mua về các bác xài nên mua nhá. Đấy, và ở đây nó rất nhiều những cái khe này, hầu như là những cái dòng bếp phổ thông bây giờ là các bác lắp vừa hết luôn. Đây nó rất nhiều khe nên là các bác có thể là xoay các hướng các kiểu để các bác lắp vào nhá. Đây em sẽ đo cho các bác về cái phần kích thước này. Con này đường kính của nó rơi vào là 25 này. Đấy là cái đường kính trên, đường kính to nhá. Còn đường kính dưới, đường kính nhỏ của nó rơi vào là 15 nhá. 15,5 này, 15,5. Đó. Còn cái đường kính trên này của nó thì rơi vào là đi 25 nhá, 25. Đó. Thực tế về sản phẩm này rất chắc chắn luôn. Đấy, mà giá nó bình dân thôi. 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái kiềng chắn gió bếp ga 30.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng cũng rất là bán chạy với nha. Đó là cái cây chổi quét trần nhà. Đấy. Trần nhà thì nhất là rất nhiều màng nhện thứ này. Đấy, rồi là những cái con mũi những thứ rất là nhiều. Đấy, các bác mua về vệ sinh cho em cái trần nhà nó sạch sẽ này. Đấy, có khách khứa vào người ta đi thẳng ngắm nhìn trần nhà. Đấy, nhìn nó sạch sẽ đã ok luôn. Đấy, cảm thấy là ok luôn các nhá. Đây, một chiếc chổi nhà thiết kế rất thông minh. Đấy, cái phần đầu lông này và nó có thể uốn này. Đấy, bẻ cong đi. Ví dụ những cái vị trí khó các bác có thể luồn lách vào bằng cái việc là các bác bẻ cong này, các bác luồn lách vào rất là dễ này. Lúc nào không dùng nữa thì các bác có thể bẻ thẳng ra nha cho em. Đấy, phần đầu chổi lông, đấy, quấn màng nhện thứ vậy rất ok luôn. Đấy, và đi kèm là một cái thanh này. Đấy, cái thanh này rất là hay là nó có thể rút ra. Đấy, rút dài nha các bác nhá, rút dài ra. Đấy, con này rút dài ra thì đây để em rút hết cỡ ra em đo luôn cho bác này. Nó phải rơi được khoảng tầm là đi 1 2 3 4 này. 2m4 nhá. Cái này rút ra được là 2m4 này. Đây này, khá là dài này. Đây này. Đó, rút được 2m4. Và cái này thì nó là vào là 30 phân nữa nhá. Đấy, 40 phân nữa thì nó rơi vào tầm 2m8 nhá, 2m8. 2m4 2m8 đấy, rơi vào tầm 2m8 với cộng người các bác rơi vào tầm mét 7 nữa thì mét rưỡi mét 7 nữa thì một chiếc trần nhà còn tầm 3m rưỡi, trần 3m rưỡi 4m là không có gì khó cả bác nhá. Đấy, các bác chọc lên trần nhà các bác quét bụi trần nhà màng nhện cái thứ rất ok luôn, mà rất là tiện. Khi nào mà dùng xong là các bác tháo rời này, các bác bỏ vào trong ngăn kéo các thứ rồi cũng rất ok, rất là gọn gàng luôn. Đấy, khi mà thu nhỏ mà nó dài khoảng tầm 40 cm thôi, rất là hay nhá. Đó, thì một bộ sản phẩm chổi cắt trần nhà này thì em đang gửi bác giá rất là bình dân thôi, 40.000 một bộ nhá, 40.000 bộ. À, xin lỗi bác là cho xin lỗi bác là báo giá nhầm nhá, 50.000. Đấy, 50.000 có nhá, 50.000. Lên mã giúp em sẽ là cái chổi quét bụi trần nhà nhá, chổi quét trần nhà. Đấy, 50k một
cái bộ này bao gồm là một cái cây thanh rút và một cái đầu này nữa là 50k bộ nhá, 50k bộ thôi, giá rất là bình dân hẳn rẻ. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Có thể giúp bạn đỡ vất vả hơn mỗi khi dọn dẹp vệ sinh trong nhà. Từ khi mà mình sắm cái chổi quét trần nhà này về á, thì phải nói là nó giúp mình xử lý tất cả mọi ngóc ngách ở trên trần cao một cách vô cùng dễ dàng. Mình không có còn phải bắt ghế rồi lấy cái dẻ để lau nữa. Đặc biệt là cái chổi này có thể kéo dài với kích thước là 2m8 lận, nên cho dù là cái trần nhà của bạn cao cỡ nào thì cái chổi này cũng có thể xử lý được hết cho bạn nha. Được cái là cái đầu chổi có thể uốn cong, nên là những cái góc nào mà khó á, nó có thể xử lý được luôn cho bạn. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, chỉ có 50.000 thôi nhưng mà rất là hữu ích, sử dụng trong nhà rất ok luôn. Chổi cắt trần nhà nhá, 50.000 một cái bộ chổi cắt trần nhà này, 5k bộ này. Và dòng chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm cực kỳ mát luôn, nằm rất thích. Dòng này thì nói chung là một cái sản phẩm rất tốt trong mùa hè rồi, các bác nằm thì bao mát bác luôn, ngủ cực kỳ ngon luôn. Đấy, nóng nhưng mà nằm con chiếu này mát lạnh người luôn. Đấy, nó gọi là chiếu điều hòa chiếu mây nhá, nằm rất mát luôn. Cái này anh em đang dùng một cái rồi, nằm rất thích. Đây có phần dây thun bo góc này để các bác thắt vào cái phần góc giường thứ là nó không bị trôi xô chiếu, không bị xô chiếu nhá. Đây toàn bộ thì được bo viền, đấy, may bo viền nên không lo nó bị xù chiếu, là dùng rất bền luôn. Cái dòng này thì các bác yên tâm đi, dùng siêu bền nhé, bảo hành các bác luôn. Nhà em xài cái chiếu này cỡ khoảng tầm hơn 3 năm này không có bị xô bị xù nào cả, dùng rất bền luôn, dùng rất bền luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái chiếu điều hòa chiếu mây. Đấy, chiếu điều hòa chiếu mây này, chiếu điều hòa thì hiện tại em đang có hai mã nhá, là một mã mét 6 nhân với lại 2m nhá, và một mã mét 8 nhân với lại 2m. Đó thì bên em đang bán đồng giá luôn là 160.000 một cái, giá rất bình dân luôn, chỉ có 160.000 thôi. Bỏ ra giúp em là 160.000 sở hữu cho em là một cái chiếc chiếu rất là mát nhá, nằm rất thích luôn. Bao dùng bao xài luôn, về các bác nằm mà không mát không lấy tiền bác luôn. Nhiều bác hỏi là nằm có mát không? Yên tâm em đi, vì em đang dùng thực tế rồi, nằm rất mát luôn, nằm thích lắm. Đó, 1m6 x 2 và 1m8 x 2 thì về các bác đo xem cái kích thước giường nhà mình bao nhiêu nhá. Đấy, bao nhiêu thì báo nhà em, nhà em sẽ nhặt cho bác loại đấy. Mà mua 1m6 thì báo nhà em 1m6, mua 1m8 thì báo nhà em 1m8 nhá. Thì chiều dài chung của nó là 2m, còn chiều rộng thì giường thì có cái 1m6, giường thì có cái 1m8. Cái này thì hai kích thước là hai kích thước phổ thông nhất của hiện nay rồi. Đấy, chiếu điều hòa nhá, 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đồng giá là 160.000 một cái nhá, thì sẽ có hai mã chiếu như thế, hai kích thước khác nhau như thế. Thì đây em đang giả một cái quay luôn bác coi này. Đấy, chiếu rất đẹp luôn, khi mà giả ra rất đẹp luôn này, bo viền bo viết các thứ đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm về cái đồ gia dụng nhà bếp này. Đấy, rồi gia đình nào cũng hầu như cũng cần cái sản phẩm này, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá, bộ rổ vuông hai lớp này, rất xịn sò, hàng của Việt Nhật nhá, hàng này thì hàng của Việt Nam. Đây hàng của Việt Nhật này. Đấy, lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhé, bộ rổ vuông hai lớp. Thì đây chất liệu thì làm bằng nhựa PP, nhựa PP thì rất là an toàn và siêu bền luôn. Đấy, công ty sản xuất nhựa Việt Nam này, hàng của Việt Nhật nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Một cái bộ này thì nó sẽ gồm có là 6 cái, 3 cái rổ và 3 cái chậu nhá. Đây một cái này, đấy một cái, 3 cái rổ nha, 3 cái rổ nha các bạn, và 3 cái chậu. Đấy, 3 cái rổ để các bác đựng rau. Đấy, 3 cái rổ để các bác đựng rau. 3 cái chậu để các bác đựng nước, ngồi những cái đồ nước các thứ này. Đấy, rửa rau rửa cộ vào đây. Và ví dụ như là mỗi lần các bác rửa rau bình thường là nó chỉ có nguyên cái rổ không thôi. Các bác mà vừa rửa rau xong ấy, ra nước nôi thứ giờ nó rất là nhiều, nó trang trải ra bếp các thứ rồi. Đấy, đi lại nó dính dáng nó bẩn. Đấy, thì các bác khi mà rửa xong thì nó sẽ có đi kèm một cái chậu nha. Các bác bỏ ra cho em. Đấy, không lo nước nôi nó bị rơi ra ngoài nhá. Rất ok luôn, thiết kế rất thông minh nhá. Đấy, thì nó sẽ đi theo kèm theo bộ nhà nhá. Thì về các bác rửa hoa quả rau cỏ vào đây rất là ngon lành luôn. Đấy. Hàng đi nhựa PP siêu cực cáp dày dẫn luôn. Các bác xài cho em thoải mái luôn, siêu bền. Đấy. Mà một cái bộ này thì giá siêu bình dân, siêu hạt rẻ. Đấy. Lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 cái nhá. 6 món. Đấy, 6 món, 3 rổ và 3 chậu, và các bác có thể lồng vào theo bộ nhà. Đấy, lồng vào theo bộ nhà. Giá của nó thì sẽ là đi 80.000 một bộ nhá, 80.000 bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ rổ vuông hai lớp này, 80k. Đấy, 80k một cái bộ rổ vuông hai lớp này, hàng của Việt Nhật rất xịn sò. Đấy, 80k một bộ. 3 chậu và 3 rổ nhá. 3 chậu và 3 rổ dùng rất ok luôn. Cái lô đèn năng lượng tích điện này, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn năng lượng tích điện nhá, đèn vàng năng lượng tích điện nhá các bác nhá. Giá thì em báo giá luôn, giá rất tốt và các bác rất dễ mua luôn, 100
80.000 một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đèn vàng. Đấy, đèn vàng tích điện này. Đấy, đèn vàng tích điện có cả sạc năng lượng luôn. Giá sẽ là 180k một cái sản phẩm nha. Đấy, 180.000 một cái. Giá rất là rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất hay. Đấy, đặc biệt bắt đầu sang cái mùa hè rồi. À, thời tiết nắng nóng, tình trạng mất điện nó đóm rất nhiều. Đấy, rồi là các bác đi công trình công trường, đấy, đi ra những cái chỗ mà nó không có điện lưới, các bác mang con đèn đi, các bác chiếu sáng rất tiện dụng luôn nhá. Nó có sẵn pin tích điện sau này. Ngoài ra thì có sạc được luôn cả năng lượng mặt trời và sạc được bằng cả điện lưới luôn các bạn. Đấy, sạc được bằng cả điện lưới luôn đây. Tổng quan con đèn đây. Đó. Toàn bộ thì nó sử dụng dòng chip LED các bạn nhá, chip LED này. Cái này thì em đếm sơ sơ nó rơi khoảng tầm hơn 300 cái mắt LED này, coi nhìn này. Đấy, hơn 300 mắt LED. Nó có 4 cái pha nha. Đấy, 4 cái pha LED. Tổng là hơn 300 mắt LED nhá. Rất nhiều mắt LED nên rất sáng luôn. Đấy. À, có chuẩn IP chống nước chống bụi nhá. IP66 chống nước và chống bụi nhá. Chống nước, chống bụi và chống côn trùng. Phần trước này thì là mặt kính luôn, rất chắc chắn. Đấy, mặt kính ok luôn này. Đây, bo viền các thứ chống va đập chống vỡ. Phần mặt sau. Mặt sau thì nó sẽ là một cái tấm mà năng lượng sạc mặt trời. Đấy, sạc năng lượng mặt trời nha. Đấy thì nếu mà các bác không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác cứ ra phơi này thôi. Nó có ánh nắng thì đây các bác nhìn này, nó đang báo đang sạc. Cái này là sạc được bằng cả cái ánh điện là luôn rồi. Đó, đây các bác nhìn, đặt báo đang sạc không nhá. Đấy, báo đang sạc đấy. Còn ví dụ bây giờ che đi cái là nó sẽ mất luôn. Đó thấy không? Che đi cái mất luôn. Còn đây bỏ ra cái này. Đó thấy không? Báo luôn. Báo luôn. Đấy, báo đèn luôn, rất ok nhá. À, ngoài ra thì nó sẽ có sạc bằng điện lưới luôn. Nó sẽ có hai cổng này, một cái cổng là output là cổng ra. Đấy, tức là các bác muốn sạc cho điện thoại cái thứ giờ thì các bác cắm vào đây. Đấy, cắm cái dây sạc điện thoại đây để các bác sạc cho điện thoại nhá, sạc ngược lại cho điện thoại. Còn nếu mà các bác sạc vào thì các bác cắm vào cái cổng nhỏ này. Đó thì nó sử dụng cái cục sạc điện thoại ấy. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại 5V 2A các bác cắm vào đây. Đây nó có cái chân USB này. Đấy, các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Em nói luôn là sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Còn sạc tích điện thì sạc bằng điện lưới thì nó sẽ vào là nhanh hơn, còn sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đây nha, về nếu mà các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như nhà em đang bán cái cục sạc Samsung này thì về nếu mà các bác có những cục sạc như này các bác có thể cắm vào đây và các bác sạc cho cái đèn này. Đấy, thế thôi. Đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại là các bác sạc được cho cái đèn này rồi. Thì bên em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A này, 5V 2A này, giá của nó sẽ là 30.000. Các bác cứ lên mã cho em xem cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc 5V 2A nhá. Giá sẽ là 30.000 một cái cục sạc này. Đấy, rồi, đi vào cái quay trở lại với cái đèn. Thì đây, chiếc đèn cực kỳ chất lượng luôn, chắc chắn lắm, cầm nặng trực tay luôn. Đó, đi về các bác chỉ việc bật lên là các bác xài thôi. Con này rất nhiều chế độ sáng nhá. Đấy, có cả đèn trắng, đèn vàng, đèn hỗn hợp này, rồi là nháy cảnh báo SOS luôn. Thì giờ em sẽ đi ra test các bác xem thực tế về cái ánh sáng nhé, để các bác xem nó trực quan hơn. Đây, nó có cả cái phần cái móc đeo này thì mình về mình có thể treo lên nhé, đeo lên rồi treo lên. Đây, cả phần móc đeo này, rồi cái này là cái gá, các bác có thể để treo lên để nó pha xuống, rất tiện dụng luôn, thiết kế rất thông minh. Đó, chắc chắn ok. Lên mã thì em sẽ là cái đèn vàng tích điện nhé. Đấy, đèn vàng tích điện 4 pha nha, 4 pha 1 2 3 4, giá sẽ là 180.000. Đó, thì em sẽ test các bác xem thực tế về cái ánh sáng của nó nhá. Đây nha, em đang quay trời tối đây, em sẽ bật đèn và test các bác coi luôn này. Đây, em bắt đầu bật đèn này nhá. Đấy, thấy không? Rất sáng luôn nhá, các bác nhìn này, kinh khủng khiếp luôn. Đấy, mà cái pha sáng của nó cái tầm cái pha nó sáng rất là rộng, cái diện tích khoảng trống rất là rộng, các bác nhìn này. Đấy, đây, thấy không? Cái này em đang quay trong cái không gian rất rộng luôn nhá. Đấy, một cái bãi đất rất rộng luôn này. Đây, các bác nhìn này. Đó, rất sáng luôn nhá. Tay trên tay em chỉ có duy nhất cái này thôi này. Đấy. Chế độ này chế độ ánh sáng màu trắng nhá, chuyển sang chế độ ánh sáng màu vàng này. Đấy, có cả màu vàng luôn. Đấy, rồi là ánh sáng vàng trắng lẫn lộn trung tính này. Đấy, rồi là có cả chế độ sáng vừa này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Đây, cái này đang nháy cảnh báo này. Đấy, rồi chế độ tắt hẳn này. Đó, rất sáng luôn, các bác nhìn này. Cái pha nó sáng rất rộng luôn nhá. Cả một cái bãi đất rộng này mà rất sáng luôn. Đấy, chỉ có duy nhất một con đèn thôi. Rất sáng. Đây, tắt đi nhá. Tắt đi này, các bác nhìn này. Đấy, tắt đi này. Tối om luôn. Đó, thấy không? Rất ok. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng. Về các bác dùng sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền này, rồi các bác công trình công trường sáng này cho em rất ok luôn. Rất tiện dụng, không cần dây dợ gì lằng nhằng. Chỉ việc là mình sạc vào, sạc đầy pin sau đó các bác mang đi các bác xài thôi. Đấy, lúc nào hết pin thì mình lại mang ra mình sạc lại nhá, là lại dùng được nhiều lần. Đó, rất ok. Giá 180.000 một chiếc nhá. Đấy, 180.000 một chiếc. Test cho bác xem thực tế về độ sáng rồi, quay rất chi tiết luôn, đèn rất chắc chắn nhá. Đó. Đó thì em báo giá là lần nữa nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đèn vàng tích điện có 4 cái pha LED nha. Giá sẽ là 180.000 một cái.
Ngoài ra nếu mà các bác muốn mua thêm cái cục sạc để sạc cho cái đèn này thì bên em đang bán cái cục sạc Samsung 2A này, giá sẽ là 30 ngàn một cục thôi nhá. Rồi các bạn, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã A rất là hay. Đấy, mùa hè đến rồi này. À, về các bác hay răng lưới, răng bạt nhiều. Đấy, mình căng lên để cho nó đỡ nắng thứ rồi. Rất là tiện dụng luôn, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, thì bên em bán giá rất là bình dân thôi. Bán sẽ combo là một lần là 10 cái một nhá. Đấy, bán combo là một lần là 10 cái một này. 2 này. 4 này. 6 này. 8 này. 10. Đấy, bên em có bán theo một combo là 10 cái kẹp bạt như này. Về các bác dùng để kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che nước các thứ rất ok luôn. Nó có cả cái lỗ luồn dây nhá. Thì giá 10 chiếc kẹp bạt này, giá của nó sẽ là đi 15 ngàn thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ 15k có nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ kẹp bạt, kẹp lưới, che nắng, che mưa nhá. 15k một cái combo 10 cái nha. Đấy, bán được combo là 10 cái luôn. Thì đây, về các bác chỉ việc là đặt cái lưới hoặc là cái bạt vào đây này. Đấy, sau đó các bác ghim cái này vào, ấn nó vào. Đấy, là nó sẽ có những cái lỗ này, nó sẽ khớp vào này. Đấy, sau đó các bác luồn cho em cái dây này vào đây. Đấy, luồn cái dây thì các bác có thể kéo ra cái vào, các bác căng lên nó rất ok luôn, rất tiện dụng. Đó, con này thì dòng nhựa ABS cao cấp này. Đấy, chống mưa, chống nắng các thứ, là tránh mưa nắng cho em thoải mái luôn, dùng rất là tiện. Đấy, mà giá là bình dân nó chỉ 15 ngàn một chục cái thôi. 15 ngàn nhá, một chục cái kẹp bạt này. Các bác cùng xem tiếp video này. Có bác nào tính làm máy căng bạt thì mua em này nha. Đây là kẹp lưới che nắng, nó có thể ghim bạt, kẹp bạt rất tiện lợi, tránh việc các bác đục lỗ xỏ dây lâu ngày sẽ làm rách bạt. Chỉ 15k 10 cái thôi à, bác nào thích mua ủng hộ em nha. Và đấy, có đấy không? Đây có nhìn này. Đấy, khi mà các bác có cái kẹp cái lưới đấy thì các bác mua này về. Đấy, sau đó các bác kẹp nó vào. Đó, kẹp nó vào, sau đó các bác luồn dây vào nhá. Nó có cả cái lỗ luồn dây. Mình có thể kéo ra kéo vào hoặc là các bác căng lên. Đấy, nhìn khi mà căng lên lưới nó rất là căng, là đẹp. Nó không bị trùng lưới, dùng không bị trùng lưới. Mua view các bác cứ tính theo diện tích kẹp thôi nhá. Đấy, thì cứ 15k 10 cái, mua theo combo là 10 cái một nhá, không bán lẻ một cái nhá. Đây, không bán lẻ một cái. Rất tiện dụng luôn này. Đó, về các bác dùng, các bác căng lên nhìn nó rất là đẹp, chắc chắn mà nó không bị rách lưới, rách bạt nhá. Rất ok luôn, luồn dây vào là xài thôi. Đấy, kéo đi kéo lại trơn tru, bạt lưới là ngon lành luôn nhá. Đấy, luồn dây vào, kéo ra cái vào là ok. Rồi, lên mã thì em sẽ cái combo 10 cái kẹp bạt lưới, kẹp lưới kẹp bạt nha nhá. Giá của nó sẽ là 15 ngàn cho một cái combo 10 cái nha. Bán theo một combo một lần là 10 cái thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái dòng máy rửa xe chạy pin này. Đấy, máy rửa xe chạy pin. Giá thì cũng rất tốt luôn, bao giá thị trường luôn nhá. 270 ngàn một cái máy rửa xe chạy pin này, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái máy rửa xe chạy pin nhá. Đấy, máy rửa xe. Máy rửa xe chạy pin. Giá của nó sẽ là 270k. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Giá rất tốt, lại còn bao ship tận nhà nữa. Sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Về các bác chỉ việc lắp pin vào là mình xài thôi, không cần phải thêm thắt hay nhào cả. Trong hộp nó có đầy đủ rồi. Đây, dây dẫn nước này. Rồi phụ kiện đi kèm này. Đấy, phụ kiện đi kèm rồi có cả sách hướng dẫn sử dụng lắp đặt này. Đây. Đấy, phần đầu van lọc nước các thứ này, đầu van các thứ này, rất ok. Rồi đi kèm là có thân máy này, một thân máy này. Một thân máy đây là phần công tắc bấm nhá, một công tắc bấm này. Đó, rồi là pin của nhá, pin. Đấy, pin. Pin có đi kèm. Pin của nó sẽ là chân pin Makita nhá. Về ví dụ như là cái pin này nó hết ấy, thì mình có thể là thay những con pin Makita vào. Đấy, còn cái pin này thì cũng dùng thoải mái rồi. Và rồi là một cái hộp này là cái lọ tạ bọt, thì về các bác cho cái nước rửa bát vào đây. Hoặc xin lỗi các bác, là cái xà phòng rửa xe nữa cho đây, là nó sẽ tạo bọt rất ok luôn, tạo bọt để các bác rửa xe. Cục sạc cho pin này. Đấy, cục sạc cho pin thì về các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô đây. Sau đó là các bác cắm vào cái nguồn điện 220 là các bác sạc cho rồi. Đây nó có báo đèn báo này. Đấy, báo cả đèn báo luôn. Thì con này dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác lắp vào là xài thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đó, thì lắp pin vào này. Đấy, em test bác coi nhá. Đây, vẫn còn nguyên nước này. Đấy, vẫn còn nguyên nước của bên nhà xuất test này. Đấy, rất cẩn thận luôn. Máy chạy rất êm và cái lực bắn rất là khỏe nhá. Về các bác dùng để rửa xe này, rửa sân này, rồi là đặc biệt ví dụ như là các bác tưới cây, con này tưới cây rất là ngon luôn. Đấy, tưới cây tưới cối rất ngon này nhá. Tưới cây các thứ các kiểu cho em rất ok. Đó thì một con máy nha, giá nó rất là bình dân thôi. 270 ngàn một con, đầy đủ phụ kiện, cả pin, cả thân máy, cả dây dạo nguồn nước các thứ, giờ mà chỉ có 270 ngàn thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Đó, máy rửa xe chạy pin nhá, máy rửa xe chạy pin 270 ngàn một cái. Bao ship tận nhà là bác luôn. Đó, các bác chốt nhanh thôi nhá. Hàng số lượng có hạn này.
máy rửa xe chạy pin, về rửa xe, tưới cây, rửa sân, làm rất nhiều việc luôn, rất tiện dụng. Cái con này không cần về dây dợ lằng nhằng, không cần phải kéo dây điện đấy nữa ra, về chỉ việc lắp pin và là chạy thôi. 270.000 một cái. Tiếp theo thì lại về tiếp tục cái dòng ghế thấp inox này, lên mã em sẽ cái ghế thấp inox nha. Hàng inox 100% này cực kỳ xịn luôn. Đó. Con này thì các bác dùng yên tâm thì bao bền, bao vĩnh cửu bác luôn, chắc là các bác dùng cái ghế này chắc là hết đời người luôn. Đấy. Dùng hết đời người luôn, ghế bền cực kỳ. Chất liệu thì bằng inox nhá. Và cái phần mặt ghế này, cái phần mặt ghế nó tiết diện là nó rất là to. Đây này. Em đo lát coi nhá. Tiết diện của nó là vào là 26 cm nhá, rất to luôn. Đấy, các bác mông to, đít to là các bác ngồi cho em thoải mái luôn. Đấy. Hàng 4 chân nhá. Đấy, nó hàn đan xe này, đan chéo này, khi mà các bác sử dụng rất bền, các bạn rất bền. Bình thường là những cái ghế nó chỉ có hàn theo đính nhau nhà thôi, nhưng cái đây con này nó hàn này, có nhìn này. Đấy, nó hàn này. Hàn theo đường chéo này luôn, nên nó tạo cái độ khỏe cho ghế rất ok luôn. Đấy, inox 100% rất xịn sò, ok. Đấy, bình thường là các bác xài những con ghế nhựa ở đây, ví dụ như này, em đang xài con ghế nhựa. Hàng thì cũng ok đấy, cũng chắc chắn đấy, nhưng mà cũng các bác nhìn này, ngồi một thời gian là bắt đầu nó sẽ tách dần, tách dần. Đấy, nó sẽ tách dần nha, các bác nhìn này. Đấy, và ngồi thời gian nữa là nó sẽ vỡ hẳn ra luôn. Đấy, nên là dùng nó không được bền nữa, mà cái phần tiết diện ghế nó nhỏ. Đấy, ghế nó nhỏ nên là ví dụ này bác nào mà mông to đít to là ngồi nó không vừa đâu. Đấy, như con này là ngồi thoải mái luôn. Đấy, về các bác ngồi ăn cơm, ngồi rửa bát, ngồi nhặt rau đứa là bếp giáp rồi thi thoảng ví dụ mình có cần. Đấy, có khách khứa đông người. Đấy, ngồi nhiều việc lắm, ngồi nói chuyện nó cho ok, quây quần mà quanh bếp lửa nữa các bác ngồi rất là hay luôn. Mà giá nó bình dân thôi, lên mã giúp cho em sẽ là cái ghế inox thấp nhá. À đây, con này em đo cho bác chiều cao. Chiều cao nó rơi vào khoảng tầm là đi 14 cm nhá. Đấy, 14 cm khá là vừa, ngồi khá là vừa đấy. Ghế chắc chắn và có thể chồng lên nhau luôn nha. Đấy, có thể chồng lên nhau luôn nha. Đó, đây. Chồng lên nhau nha luôn, ok luôn nhá, các bác nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái ghế inox thấp nhá. Giá em đang gửi bác một cái ghế inox thấp này là 50.000 thôi. 50.000 một cái ghế inox thấp nha. 50.000 một cái. Giá rất hạt rẻ. Các bác bỏ ra có 50.000 thôi, dùng con này thì siêu bền luôn. Đấy. Dùng những cái ghế nhựa, ghế gỗ để thời gian nó mọt biết các thứ rồi nó ngồi nó vỡ, như con này thì những cái dòng inox này thì cực kỳ bền bỉ rồi. Siêu bền, giá bình dân 50.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái ghế inox thấp nhá, 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì một cái sản phẩm rất là hay và cũng rất là hữu ích này, mà giá thì rất là bình dân thôi. 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Các bác cứ lên mã nhá, em sẽ được cái kệ hai dâu. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dán lên tường, dán lên đầu giường, dán lên chỗ nào mà ví dụ như là tivi các thứ này, hoặc là gần những chỗ mà điều khiển điều hòa hoặc là điện thoại này, các bác sạc này, các bác để lên rất tiện dụng luôn. Lên mã như em sẽ cái kệ hai dâu nhá. Đấy, cái kệ hai dâu. Kệ hai dâu này sẽ có giá là 10.000 một cái thôi. 10.000 một cái, giá rất bình dân mà rất là tiện luôn. Đi kèm nó sẽ có là cả một cái miếng dán này, về các bác dán lên tường, lên những chỗ nào các bác cần dán, các bác dán lên, sau đó là các bác sử dụng. Còn nếu mà các bác không yên tâm thì mình có thể là đóng cái đinh vào đây. Đây nó có hai cái lỗ để các bác đóng đinh vào này. Đấy, còn đây là hai cái móc bên này. Ví dụ các bác móc này các bác đeo chìa khóa. Còn những cái bên này thì ví dụ các bác để điện thoại vào đây. Đấy, và ở đây rất là hay là nó có cái khe này. Đây nó có cái lỗ sạc này. Đấy, các bác để lên đây là các bác vẫn có thể là vừa sạc điện thoại và các bác vừa để được lên cái kệ này. Rất là hay luôn. Nó rất hay nhá. Đó, rất là ok. Rồi lên mã như em sẽ là cái kệ hai dâu. Đấy, kệ hai dâu bên em đang gửi bác. Sẽ giá sẽ là 10.000. Một cái kệ hai dâu này, 10.000 một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, đây. Đấy, bình thường các bác để điện thoại nó rất là dễ rơi. Đấy, sau khi các bác dán lên. Đấy, vừa sạc điện thoại vừa để lên nhá. Rồi là những cái điều khiển điều hòa các thứ rồi. Đó, các bác để lên xem rất ok. Đây. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây nó có những cái móc này, các bác có thể là để móc chìa khóa, móc kính, móc các thứ lên đây này. Đấy, rất ok, vừa được, nói chung là sử dụng được rất là nhiều việc nhá. Để điện thoại, để điều khiển, điều hòa, rồi là móc đồ, điếc các thứ lên đây, đấy rất ok. Mình lắp ở đầu giường các thứ hoặc là những cái chỗ mà bảng điện, rồi là những cái chỗ cần thiết mình để đồ nó ok. 10.000 một cái thôi. Kệ hai dâu nữa nhá, kệ hai dâu, 10k một cái kệ hai dâu nha. Theo thì ở đây lên luôn cho bác, đó là cái mã nồi cơm Chigo nhá. Các bác cứ lên mã giúp em cái nồi cơm Chigo này. Hàng này thì hàng Chigo, hàng nội địa Nhật rồi, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, về các bác xài, sử dụng gia đình các thứ rồi. Đấy, nhà ít người, đặc biệt ví dụ nhà bác nào mà ít người, 1-2 người là các bác xài con này cho em rất xịn sò ngon lành luôn. Đây, sản phẩm hàng mới như hộp như này nhá. Một chiếc nồi cơm của hãng Chigo. Chigo là một trong những hãng rất nổi tiếng, chuyên về đồ gia dụng rồi, sản xuất đồ gia dụng, nồi cơm rồi là ấm nước các thứ rồi, rất xịn sò. Đây,
Hàng các bạn nhìn này, ba tem luôn, quá chất lượng luôn. Công suất của nó sẽ là 200W nhá và sử dụng điện 220. Dung tích là 1.2 lít coi nhá, 1.2 lít đây, nó có cả tem mác đầy đủ hết này. Đây là cái phần cổng nguồn này. Đó thì đi kèm sẽ có là một cái dây nguồn này. Đấy là phần nắp vung thì các bác về mở cho em hai cái này ra. Đấy cậy ra. Đấy sau đó các bác lấy là ok. Đấy phần nắp vung các bác nhìn này. Siêu dày luôn. Đấy giòn giếc các thứ là thiết kế rất dày dặn chắc chắn nhá. Đó. Đây là phần phụ kiện các thứ này. Đấy, có cái ca đong nước đong gạo này. Rồi giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là cái lòng nồi chính nhá, lòng nồi cũng rất là dày luôn, có tráng chống dính 100%, không lo nó cơm cháy cơm khê luôn nhá. Đấy, nồi rất dày nhá. Các bác nghe tiếng này, nó cục 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 luôn. Đó. Đây là bên trong thì là phần mâm nhá, phần mâm thì rất dày. Và con này thì em đã nấu, nhà em đã nấu test thực tế rồi. Đấy các bác về nấu cơm nấu nước, cái nhiệt nó rất là cao, chín thấu cực kỳ ngon cơm luôn. Cơm ngon rất dẻo nhá các bác nhá, cơm ngon rất dẻo. Cái này thì em nói luôn dung tích của nó là 1,2 lít nhá. Nên là phù hợp cho một người đến hai người là cùng thôi nhá các bác nhá. Còn nếu mà đông quá thì không dùng được đủ đâu. Đấy thì khoảng tầm một người đến hai người thôi. Một người hai người là dùng ok. Đấy ví dụ như là các bác hay đi xa đi công tác các thứ, đi làm ở chỗ xa giờ mình có một hai người ở phòng trọ thì giờ dùng con này rất ok, nhỏ gọn rồi. Ví dụ các cháu nhà mình sinh viên hoặc bác nào người già chứ là các thứ là ở nhà con cái đi hết rồi, ở có một mình hoặc hai vợ chồng nhỉ, thì các bác dùng treo con nồi này rất ok luôn. Đấy nồi thì cam kết bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Nồi nấu cơm chín cực kỳ ngon và em đã test thử rồi, nồi nấu cơm chín rất là ngon nhá, cơm dẻo cơm ngon chín thấu. Đấy, dùng ok. Sản phẩm đi đầy đủ full phụ kiện nha, vung lắp đậy đầy đủ ngon lành nha. Là giá sẽ là đi 220.000 nha, 220 mà một chiếc nồi cơm điện của Chigo. Đấy, đây. Báo lại bác về cái thông số này. Công suất là 200W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1.2 lít nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo đây có in logo này. Đó. Giá sẽ là 220.000. Bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác luôn. Giá rất bình dân. Vừa nay quên ông quay cho bác là nó sót trong cái thùng, nó còn có cả cái môi đây này. Đấy có cả cái môi này luôn, môi sới cơm luôn. Đấy thì đầy đủ, rất đầy đủ phụ kiện luôn. Về chỉ việc xài thôi. Lên mã em sẽ cái nồi cơm điện Chigo nhá. Nồi cơm điện Chigo hàng mới như hộp nha. Dung tích là 1,2 lít nhá. Điện 220V. Giá của nó sẽ là đi 220.000. Bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, dùng dung tích 1 lít 2 dùng phù hợp 1 đến 2 người ăn là rất hợp lý. Đấy một người hai người là ok. Đó, 220.000 một cái nhá. Bao ship tận nhà luôn nồi cơm Chigo, cơm nấu ngon, chín thấu nhá, cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính ấy. Em báo giá luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha. Chỉ có 70.000 thôi. Giá rất bình dân. Mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ là mình mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ. Dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi. Không cần vì những cái pin cao sang pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm thì đây cái pin cũ áo này cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy về các bác lắp vào. Lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó không bị dính số với nhau ạ. Đấy đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9, cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Tại vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy đây các bác nhìn này, đấy bấm rất sướng luôn. Đấy quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh ạ, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội nhờ. Cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ rồi cho các cháu nhà mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã dầu gió này. Lên mã em sẽ cái dầu gió của Singapore nhá, em báo giá luôn. Một cái lọ dầu gió của Singapore này bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k coi nhá, 50k một lọ dầu gió Singapore này, chỉ có 50.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ luôn đó, 50.000 về các bác xài sử dụng này. Đây bóc cho bác một hộp này. Cái này thì nhiều bác hỏi bên em là hàng có chính hãng không, với lại có cam kết chuẩn Singapore không, thì cam kết bác luôn là hàng chuẩn 100% Singapore. Các bác mà phát hiện hàng giả nhái đền tiền bác luôn. Các bác cứ mở ra nhận hàng, các bác kiểm tra, các bác mở ra test thử bôi thử thứ cho em thoải mái luôn. Đây đấy, hàng chuẩn của Singapore nhá.
Đó, cái màu này có nhìn này, cái màu dầu gió rất là đậm đó. Và hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, chống chỉ định trẻ con hay thứ là xoáy ra nghịch, mùi rất thơm luôn, mùi cực kỳ thơm, mùi đúng chất dầu gió nhá, đấy mùi chuẩn dầu gió luôn. Đây em sẽ cho bác coi này, hàng này của nó là hàng nó xuất đi Mỹ luôn này, đấy USA nào nhìn này, đấy USA nhá, made in Singapore, đấy made in Singapore, hàng dầu gió xanh. Nhiều bác hay gọi là dầu gió của nó hoặc là dầu gió xanh, hoặc là các bác cứ lên mã cho em sẽ là chai dầu gió cũng được. Giá em gửi bác là chỉ có 50 ngàn thôi. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn 100% nhá. Các bác phát hiện hàng giả, hàng nhái cái thứ hàng điểu rồi, em đền điền cho bác luôn. Đấy, hàng cam kết là hàng chuẩn Singapore, hàng xách tay về luôn đấy, hàng xách tay về luôn đấy. Đấy, hàng xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, USA này, đấy made in Singapore. Đấy, rất thơm và các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Một hộp một chai này là 50k. À cái quên không báo bác là cái dung tích của cái chai này là rơi vào là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, nó là dạng chai vừa, khá là nhiều, dùng được khá là lâu đấy. Đó. Chai dầu gió Singapore nhá. 50k. Đấy, cái này thì rất là nhiều công dụng, trị cảm này, đấy, rồi là ốm sốt các thứ ra, đau nhức xương khớp, rồi là côn trùng đốt, bôi rất là nhạy luôn. 50k một chai dầu gió Hàn Quốc. À chính mẫu bác là dầu gió Singapore nhá. Đấy 50k chai, các bạn nhìn này. Đấy cái phần tem 7 màu nó bóng lên này, đấy với hàng chuẩn chính hãng này. Đó. Có thấy không? Cái vỏ nó nhìn đã thấy rất là ok rồi, thiết kế rất là đảm bảo thương hiệu bản quyền luôn này. Đấy có thấy không, cái tem 7 màu nó bóng lên này. Đấy rồi bắt đầu đến mùa du lịch rồi, đấy bắt đầu là các bác đang cần những cái sản phẩm nha chị ơi. Hiện tại em đang phân phối cái mã hàng đó là cái khăn nén du lịch này, lên mã cho em sẽ cái khăn nén du lịch nhá, về các bác xài cho anh em hoặc là các bác đi du lịch, đi chơi, đi công tác, đi nhà nghỉ, đi khách sạn. Đấy đặc biệt là các bác đi nhà nghỉ khách sạn, những cái khu nghỉ dưỡng rồi đấy, những cái khăn tắm thứ là dùng chung rất là nguy cơ, ví dụ như là lây bệnh này, rồi là bệnh ngứa, bệnh nhiếc các thứ này, rất nhiều bệnh luôn. Đấy, cái khăn đấy thì các bác không biết là những người trước người ta dùng để người ta làm cái gì, đấy, người ta lau cái gì thì các bác không thể biết được. Đấy, chỉ có những người người ta sử dụng cái khăn đấy rồi là những người làm ở khách sạn đấy người ta biết được nhau nhá. Đấy, thì các bác một cái giải pháp rất là sạch sẽ và an toàn là các bác mua cho mấy khăn nén này về. Đấy, nó gọi là cái khăn nén du lịch nha. Thì đây, nó sẽ nén chặt vào nhà. Và khi mà các bác ngâm nước nó sẽ bung ra rất là to luôn, đấy bung ra thành một chiếc khăn tắm kích thước là 1m4 x 70 rất là to luôn. Đấy nhìn các bác nhìn nó nén chặt này, nhưng mà khi cho vào nước nó nở ra rất là to đó. Thì một chiếc khăn nén du lịch nha, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 20 ngàn một cái thôi, chỉ có 20 ngàn thôi. Đấy các bác ví dụ đi du lịch, đi tour tầm 3-4 ngày, các bác sắm cho em tầm 3-4 cái, mỗi ngày các bác dùng một cái thôi, vừa lau người vừa lau mặt các thứ ok luôn, sạch sẽ, không cần phải dùng chung đụng như nào, sạch sẽ ngon lành. Đấy dùng xong là các bác bỏ đi cũng được. Đó, nó giá nó bình dân, nó chỉ có 20 ngàn. Lên mã thì em sẽ cái khăn nén du lịch nhá các bác nhá, khăn nén du lịch này chuyên để các bác đi du lịch, đi công tác, đi chơi ở khách sạn nhà nghỉ, rồi các bác ngại dùng chung với người ta, dùng riêng ra, đấy tránh lây bệnh, lây nhiễm các thứ bẩn thỉu. Rồi các bác mua trong con này chỉ có 20 ngàn thôi, bỏ ra 20 ngàn mua khoảng tầm 3-4 cái về, một mùa du lịch ta xài thoải mái luôn. Đấy, rất là cần đấy các bạn, rất là cần đấy, 20k một cái nhá. Nó nén chặt này thôi nhưng mà khi mà các bác tháo nước nó ngâm ra, à nó bung ra rất là to luôn. Cái này thì đây em quay trực tiếp này, đấy nó đang nén chặt nha. Đấy còn các bác thả nước nó bung ra rất là to đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy các bác cùng xem này. Bảo mối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn, lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người, không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha, nhỏ gọn, bỏ vô túi nhẹ tinh à, không bị nặng vali, mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha, xài ổn. Tôi rất là recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mận cũng mút cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống Vũng Tàu du lịch, xuống tới đây đi tắm một cái là mẫn quay lên khoe cái khăn này với mọi người liền nè. Đó thực tế về cái khăn này rất là to luôn, đấy nó như một chiếc khăn tắm to luôn đấy, 1m4 x 70 rất là to, về các bác sử dụng này, xài lau người, lau ngọn, lau mặt, lau mũi cái thứ này rất ok luôn. 20k một cái nhá, lên mã em sẽ cái khăn nén du lịch nhá, khăn nén du lịch 20k. Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mã hàng em hàng vừa về xong nhá. Đấy đặc biệt là cái mã thắt lưng da bò Mỹ này, hàng vừa về xong nhá, em phải quay luôn bác. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã luôn nhưng mà đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về này. Đấy dòng thắt lưng da bò của Mỹ nhá, made in USA, cực kỳ chất lượng luôn. Đó thì đợt này bên em về hai màu nhá, hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy, mặt thì cực kỳ đẹp rồi, riêng cái dòng mặt này thì các bác không cần phải chê về chất lượng rồi. Rồi là đến chất da nhá, da này thì bên em bảo hành cho bác 2 năm lỗi 1 đổi 1 luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra
cam kết với các bác là 100% là hàng da bò thật quý nhá. Đấy, 100% là hàng da bò thật. Đó thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp ở trên màn hình. Hai số cho mình thì em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái mã thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, mã thắt lưng da bò Mỹ này. Hàng made in USA này. Đấy, cam kết bác là da bò thật 100%. Đấy, mặt cũng rất đẹp luôn đây. Mặt này thì quá ok rồi. Đấy, mặt thì cực kỳ sang trọng và lịch sự nhá. Đây phần mặt này. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, mặt rất dày nhá. Đó, rất dày luôn. Dày cộm luôn. À, cái sản phẩm này thì bên em nhập cái lô này là nó là dạng con lăn nhá. Đấy, dạng con lăn. Bình thường là các bác hay mua những cái dòng thắt lưng lẫy cài, nhưng mà lẫy cài nó rất là bất tiện. Đấy, và đặc biệt ví dụ như các bác bụng to là không thể xài được nhá. Đấy, vì cái lẫy cài nó chỉ đến cái mức độ đến nó đến cái đoạn đấy của nó thôi thì nó mới cài được. Ví dụ như các bác nào bụng to quá thì cũng không thể cài được, hoặc là bác nào bụng bụng nhỏ quá cũng không thể cài được, nó rất là kén bụng. Đấy thì các bác mua cho em cái thắt lưng những cái mã mà nó có con lăn nhỉ, nghĩa là nó thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác có thể là đeo được hết luôn. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết luôn, không lo bụng to bụng nhỏ nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là xài hết luôn. Đây. Đấy, mặt rất đẹp luôn, sáng bóng đẹp tuyệt vời. Đó, rất ok. Thắt lưng da bò thật 100% nhá. Đấy, hàng cam kết là da bò thật 100%, bảo hành cho bác da về 2 năm luôn các bạn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Bữa trước cực kỳ nhiều bác hỏi luôn thì đang bán hết à. Hôm nay thì hàng về thì bác nào tranh thủ bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt nhanh giúp em nhé. Đấy, vì số lượng cũng không có nhiều đâu. Đấy thì lên mã giúp em sẽ là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ hàng made in USA. Giá của nó thì bán đồng giá luôn là 180.000. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy thì các bác cứ lấy màu nào thì báo cho em nhé, em sẽ nhặt cho bác màu đấy, màu nâu và màu đen, bán đồng giá luôn là 180.000. Lấy màu nào thì cũng bằng tiền nhau hết các bác nhá. Đây, cùng ngắm lại em nó một lần nữa này, quá đẹp luôn. Đây là phần mặt đấy, dạng thiết kế dạng con lăn nhá, thoải mái tự do, bụng to bụng nhỏ là các bác đeo hết cho em luôn. Đó. Có in dòng chữ made in USA đây. Đấy, made in USA cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Chất da nói chung là quá tuyệt vời. Đấy, chất da quá tuyệt vời. Đây hai màu có nhìn cùng nhìn kỹ là hai màu, màu nâu và màu đen này. Đồng giá là 180.000 một sợi nhá, thắt lưng da bò Mỹ. Đó. Rồi, ngoài ra thì có cả ví da luôn. Đấy, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi mã ví da này. Đấy đi đây, mai tiếp tục hàng về. Cũng về hai màu cho bác luôn nhá. Hai màu là màu nâu và màu đen. Đây, màu đen này. Đây màu đen đây. Đây màu đen đây nhá. Về hai màu là màu nâu và màu đen. Đấy. Hàng cũng cam kết bác là hàng 100% luôn. Đấy, hàng 100%. Đấy, chất liệu sản phẩm da bò, da cá sấu, da đà điểu này bảo hành 2 năm luôn này. Đấy, có giấy chứng nhận cái thứ đầy đủ hết luôn nhá. Rất xịn. Đấy, nên là cái hàng này bên em bán rất là tự tin vì hàng nó chất lượng mà da nó chuẩn các bạn, da nó chuẩn. Đấy. Riêng dòng này cái con ví này em xài con ví này là từ bắt đầu em bán hàng. Đấy, cũng khoảng tầm hơn 3 năm rồi, còn nguyên luôn, không có một vết xước nhiều cả. Đấy, vòng này là dòng ví da bò khâu tay 100% nhá, các bạn nhìn này. Đấy, đường viền khâu tay 100% luôn, nên là các bác yên tâm, rất đảm bảo nhá, dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Made in USA, rất nhiều ngăn. Đấy, ngăn to ngăn nhỏ này, ngăn trong ngăn ngoài. Ngăn trong này thì bên trong thì 3 ngăn luôn, các bác thoải mái đựng tiền, có cả một ngăn khóa các bác nhá, để các bác để những cái đồng tiền to vào trong này, còn những cái bên ngoài đồng ngoài các bác để những đồng tiền lẻ, đôi khi các bác lấy ra giả tiền các thứ là nó đỡ bị nhầm. Đó, rồi ở đây thì có những ngăn nhỏ này để các bác đựng thẻ ngân hàng này, rồi là giấy tờ tùy thân, đấy, căn cước, rồi là giấy tờ xe thứ gì đó. Các bác cho hết trong ngoài cho. Đó, rất ok. Đây là màu đen nhá, còn đây là màu nâu này. Đây bác cho bác con màu nâu. Màu nào cũng đẹp hết các bạn, màu nào cũng đẹp hết. Quan trọng là các bác cứ thích màu nào thì cứ báo cho em thôi. Đấy, đây là con màu nâu. Còn đây là con màu đen nhá. Đấy, hai màu đây. Đó. Nói chung là quá chất lượng luôn này, các bạn nhìn này. Đấy, vết đường kim mũi chỉ này. Đấy, may khâu rất cẩn thận luôn nhá. Toàn bộ là hàng made in USA. Con này nó cùng thương hiệu với lại cái thắt lưng kia. Đó thì em báo giá luôn nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là ví da bò khâu tay nhá, ví da bò khâu tay. Giá của sản phẩm này thì sẽ là 140.000 một cái nhá, 140.000 một cái, cũng hai màu là màu nâu và màu đen nhá.
ví da bò, khâu tay. Đấy, 140k một chiếc, bán đồng giá luôn, nâu đen nhá, nâu đen là đồng giá, hai màu như nhau thì các bác lấy màu nào các báo cho em nhá. 140.000 một chiếc ví da bò khâu tay này, 140k thôi. Hàng made in USA. Nói chung là cái giá này thì các bác yên tâm, giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, không có đâu giá rẻ mà nó sản phẩm chất lượng đây. Đấy, cái này thì em bán quá nhiều rồi. Sản phẩm này thì các bác có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này, siêu bền luôn. Đấy, riêng dòng da thắt lưng da bò này rồi là ví da này thì bên em sẽ bảo hành da cho bác 2 năm, nếu mà có vấn đề bong chóc các bác cứ liên hệ bên em đổi trả bảo hành cho bác cái mới luôn. Đấy, cam kết bác da cực kỳ chuẩn nhau nhá. Da thật 100% luôn nhá. Rất ok. Đấy, bán cái dòng ví da và thắt lưng này rất là tự tin, nhưng quan trọng là chỉ có cái là hàng nó không đều đúng không ạ? Hàng nó rất là chập tròn. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhá. Bữa trước mà bác nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn đây. Đấy, ví da đây. Thắt lưng đây, 180.000 một sợi. Màu nâu màu đen. Ví đây luôn nhá, 140.000 một cái. Ví da bò khâu tay. Toàn bộ là da thật 100%. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Để lên luôn cho bác, đó là cái đèn tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn. Cái này thì giá rất là bình dân, hạt rẻ thôi. 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện. Đèn tròn tích điện nhá. 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá là 90.000, các bác mua về thắp sáng rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon này. Đây, sản phẩm thì hàng mới như nộp nha. À đây, rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này. Pin điều khiển này, rất đầy đủ cẩn thận luôn. Sản phẩm này thì đây, nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần cái dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. Các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây. Cắm vào cái đầu nguồn 5V này. Đấy, nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời, nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. Em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này, các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này mình em đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây, bấm vào đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy, rồi em đã giới thiệu rồi. Còn đây, bấm vào đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là các bác điều khiển nó. Đây, em sẽ lắp pin cho các con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình bấm lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok. Đó, rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi. Công ty sản xuất rất ok luôn. Đây, on này, on này, off này, on này, off này. Đấy, rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hiện giờ này. Nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn. 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này. Chế độ tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó, thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó. Thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cọng dây cáp sạc này,
là một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước thứ là rất ok. Đó, đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều, để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đóm là cần thiết mình xài rất ok. 90.000 một quả. Thì về các bác đó là cái mã vít nở sắt này. Đấy, vít nở sắt nhá, bán theo trục một nhá, bán theo combo là 10 con 1 2 này 4 này 6 này 8 10, bốc chuẩn phát 10 con luôn nhá. Đấy thì cứ 10 con nha. Đấy, nó dòng này nó là dòng M625. Đấy. M625 tức là như nào đấy, tức là nó cỡ của nó sẽ là ốc 6 ly nhá, ốc 6 ly. Và cái phần này của nó dài sẽ là 2,5 cm này. Đấy thì em hay gọi là ốc M625, hay còn gọi là cái con vít nở sắt nhá. Thì khi mà các bác siết vào thì nó sẽ xòe ra cái hình bông hoa này. Đấy, về các bác bắt vào tường này, bắt vào những phần trần thạch cao này, rồi là những phần gò, phần xà gồ tôn tiếc các thứ là để các bác bắt các thứ, bắt dụng cụ đồ nghề thứ là về anh em thợ cơ khí xà này rất là hay. Đấy, thì cứ lên mã như em sẽ ghi con vít nở sắt nhá, bán theo một trục một nhá, bán trục một thì là một trục một là 30k. Đấy thì cứ lên mã như em sẽ ghi combo vít nở sắt 10 con, giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá, 30.000 cho 10 con nha. Đấy, 30.000 10 con. Đấy, các bác cứ lấy trục một giúp em nhá, bán là một lúc là 10 con một là 30.000 nhá. Thì cứ lên mã giúp em sẽ ghi vít nở sắt mà 10 con 30.000. Đấy, giá rất là rẻ, bình dân mà dùng rất là hay. Đây các bác cùng xem cái nguyên lý hoạt động của nó này. Đấy, khi mà các bác khoan một cái lỗ này, các bác bắt vào này. Đấy, thì khi bắt vào nó sẽ xòe ra. Đó, thấy không, nó xòe ra. Và nó sẽ cố định vào đấy và nó sẽ thành một cái con ốc, thành một cái con gen nó có sẵn rồi luôn. Đấy, các bác thích là các bác xoáy ra xoáy vào. Rồi các bác bắt những cái thanh gỗ, thanh sắt vào với nhau, liên kết vào nhau rất là hay nhá. Đấy là nó sẽ, khi nó xòe cái cánh ra là nó sẽ có sẵn một cái con gen ở trong này luôn. Đấy, có một cái con gen trong này luôn. Đấy, các bác có thể xoáy ra xoáy vào rất tiện nhá. Đấy, nó sẽ xòe bốn cái cánh ra, nó ôm vào rất là chặt luôn này. Đây là, đấy, xòe bốn cái cánh ra. Đấy, và có sẵn một cái gen trong này luôn. Đấy, khi mà các bác xài, các bác chỉ việc xoáy con ốc này vào là xong. Nó sẽ cố định cái con nở bên dưới này. Đấy, rất hay nhá. Đó thì combo 10 con là 30.000 thôi. Giá rất là rẻ, bình dân. Lên mã nha, sẽ là cái vít nở sắt nhá, 10 con 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái miếng bọt biển đấy các bác, vệ sinh đầu hàn này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là có cái đồ để vệ sinh đầu hàn không. Đấy, mỗi lần các bác hàn xong nó rất hay bị bẩn các thứ này. Đấy, các bác mua cho em cái bộ bọt biển này về. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 miếng một nhá, 1 2 3 4 5. Đấy, 5 miếng bọt biển như này sẽ có giá là đi 15.000 nhá, 15.000 thôi. Đấy, 1 2 3 4 5 này. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, các bác chỉ cần hơi nóng đầu hàn lên. Đấy, sau đó các bác dùng cái miếng này các bác để phẳng lên một cái mặt phẳng, sau đó các bác di. Đấy, các bác di cứ thế, các bác di các bác cọ. Đấy thì nó như kiểu một cái mặt sần sần đấy. Đấy, một cái búi rác thì nó sẽ cọ, nó hút hết cái những cái chất bẩn, nó hút hết vào trong cái miếng bọt này. Đấy, rất hay nhá. Nó gọi là miếng bọt biển vệ sinh đầu hàn. Đấy thì cứ lên mã nhé, sẽ là cái combo 5 miếng bọt biển nhá. Đấy, combo 5 miếng bọt biển nha. Thì sẽ có giá là 5 miếng bọt biển này sẽ có giá là 15.000 thôi. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn nhá. Đấy, 5 miếng như này là 15.000 nhá. Đấy, cứ lên mã sẽ combo 5 miếng bọt biển vệ sinh đầu hàn 15.000 cho một combo này. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái combo kẹp cá sấu này. Đấy, combo kẹp cá sấu nhá. Thì về để các bác dùng cho điện DC. Đấy, những cái dòng điện một chiều. Đấy, các bác dùng để đánh dấu âm dương thì các bác mua cho em cái này về. 2 này. 4 này, 5 này. Đó. 2 này, 4 này, 5 này. Đấy thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1. Đấy thì 5 cặp là bao gồm là 10 con. Đấy, 5 đỏ, 5 đen nhá, 5 đỏ, 5 đen để về các bác xài. Về các bác luồn cái dây vào cái đầu này. Đấy, sau đó các bác đấu nó vào đây này. Đấy, nó có phần chỗ đấu dây này. Đấy, các bác luồn nó vào. Sau đó là các bác xài. Đấy, và ở đây nó có phần kẹp này. Đấy, cái phần kẹp. Đấy, các bác luồn nó vào nhá. Đấy thì khi mà các bác xài này, các bác chỉ việc đấu dây xong rồi thì các bác chỉ việc là các bác kẹp vào này. Đấy, nó có hàm cá sấu, các bác kẹp nó vào, kẹp vào những cái cực âm cực dương. Nó đánh dấu sẵn là đỏ là đây rồi. Đỏ và đen để các bác phân biệt giữa điện dùng điện DC, các bác phân biệt âm dương rất là tiện nhá. Đấy thì bốn combo là
5 cặp một nhá. Các bác cứ lên mã giúp em xin cái combo 5 cặp nhá. 5 cặp kẹp cá sấu âm dương này. Đấy, kẹp cá sấu âm dương nhá. Giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k cho combo 5 cặp này. Đấy, 5 đỏ 5 đen là 10 con là tính vào 5 cặp đấy thì là 20.000 thôi. Giá rất là rẻ bình dân. Về chuyên dùng cho anh em điện DC, phân biệt cực âm dương, kẹp rất là tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đầu bu lông chuyển qua vít này. Đấy, các bác có những cái con máy bu lông đấy, đầu là đầu hàng bãi, đầu hàng xịn nhá các bác nhá. Hơi sức giáp trí tôi nhưng mà rất là xịn nhá, cầm cực kỳ là chắc chắn. Đây, đấy, đầu của nó sẽ là cái đầu này là đầu bu lông đầu 1/2 nhá. Thì nó sẽ chuyển qua cái đầu vít. Đấy, về các bác có những cái con đầu vít đấy, các bác chỉ việc lắp vào thôi. Đây, em lấy thử cho bác một cái con đầu vít như này. Đấy, ví dụ như là có một con máy bu lông nhá, các bác lắp vào đấy. Và khi mà các bác muốn chuyển thành cái vít thì các bác lắp vít vào đây. Đấy, nó có khớp này, các bác kéo xuống cho. Đấy, lắp vít vào chắc khư luôn nhá. Đấy, thì từ còn một con bu lông đấy, chuyển thành một con máy bắn vít ngon lành luôn. Đấy, các bác không cần phải mua thêm máy vít hay nhiều cả. Mình chỉ việc mua cái đầu này về là có một cái con máy bu lông thành vít để các bác vặn vít luôn. Đấy, vừa vặn bu lông nhá, lúc nào cần thì các bác lắp và vào để các bác dùng để các bác bắn vít có thế thôi, dùng rất là tiện nhá. Đấy, thì một cái đầu này thì sẽ có giá là 20.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp em xem cái đầu bu lông. Đấy, đầu bu lông chuyển qua vít này. Đấy, bu lông chuyển qua vít nhá, bu lông chuyển thành vít nhá, giá sẽ là 20k một đầu. Đấy, 20k một đầu. Đấy, cái đầu này là thiết kế dạng đầu nối nhanh luôn này. À, đầu tháo nhanh luôn này, rất là hay nhá. Đó, đầu bu lông chuyển qua vít 20k một đầu các bác nhá, 20k một đầu, đầu hàng bãi xịn luôn đấy. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái đầu mũi hàn bằng đồng này. Đấy, về các bác lắp vào những cái con máy hàn đây này, những cái con máy hàn cầm tay này, kiểu như này. Đấy, thì những cái con này nó thay được cái đầu hàn này. Về các bác tháo cho mấy con đầu này ra. Đấy, sau đó các bác rút ra các bác thay đầu hàn nó ok. Đấy, thì chuyên dùng cho những cái con mũi hàn đã thay được đầu ấy thì các bác mua cho em cái này về. Đó, thì cái này một cái combo này là 3 con. Đấy, bằng đồng luôn nhé, bằng đồng luôn. Đấy, nó sẽ có là 3 đầu với 3 kiểu khác nhau, một cái kiểu đầu nhọn này, một cái kiểu đầu tù một chút này và một cái kiểu đầu dẹt để các bác vệ sinh mối hàn này. Đấy, rất ok nhá. Thì cứ lên mã em sẽ cái combo 3 cái đầu hàn bằng đồng. Đấy, giá của nó sẽ là 25.000 thôi. Đấy, 25.000 nhá. Combo 3 đầu hàn đồng nhá. Mũi hàn đi, combo 3 mũi hàn. Đấy, 3 mũi hàn đồng, bằng đồng luôn nhá, bằng đồng luôn đấy. Giá của nó sẽ là 25k. Đấy, 25k nhá, cho cùng một cái combo 3 mũi hàn nha. Đấy, 3 mũi hàn bằng đồng để về các bác thay những cái con mũi hàn kia. Đấy, thì cái này bên em bán thêm khá là nhiều đấy, nhưng mà lâu lâu không quay, nhiều bác hỏi quá. Đấy, thì hôm nay lâu em lại quay lại bác này. Đấy, combo 3 mũi hàn bằng đồng nhá, 3 cái đầu mũi hàn bằng đồng là 25.000 một combo này, là 3 mũi luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái con ad cốc này. Đấy, chống chập, chống cháy, chống quá tải này. Đó, thì về các bác xài sử dụng nhá. Con này là chống chập, chống cháy, chống quá tải, hàng của Việt Nam. Đấy, thiết bị điện Việt Nam, con này giá là rẻ thôi. Bao tiền nhỉ? Bao tiền? 40.000 một con nhá, 40.000 con. Con này công suất của nó 20A này. Đấy, hàng thiết bị điện Việt Nam. Về các bác dùng cho những thiết bị ví dụ điều hòa này, rồi là đóng ngắt máy bơm này, rồi ví dụ như là tổng điện trong nhà cũng ok nhá. Đấy, tổng điện nhà cũng ok. Đấy, giá rất là rẻ bình dân và dùng rất là hay. Đấy, đi kèm có vít cho bác về xài. Đó. Con này là 40.000 một con nhá, 40.000 một con. Thì các bác cứ liên mã giúp cho em sẽ là cái Adcock 20A hàng của Việt Nam nhá, Adcock 20A hàng Việt Nam. Đó, về xài ủng hộ người Việt. Sản phẩm có bảo hành các thứ đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, về xài sử dụng nhá. Adcock 20A giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k nhá, 40.000 con này. Đó, sử dụng điện 220 thoải mái luôn. Về đó, sử dụng làm cầu dao đóng ngắt này, chống chập cháy này, chống quá tải này các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì có bán kèm thêm với bác là cái hộp ad nhá, hộp ad. Ví dụ như các bác lắp nổi, các bác muốn nó đẹp hơn thì các bác mua cho cái hộp ad này về. Cái vỏ ad này thì bên em đang bán là 10.000 một cái nha. Thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái vỏ ad nhá. Đấy, vỏ ad này. Vỏ ad thì là 10k. Đấy, 10k một cái. 10k một cái nhá. Thì các bác có thể mua thêm để lắp cùng với cái con ad này, nó lắp vào vừa khít luôn mà lắp lên nhìn rất đẹp nhá. 10.000 một cái vỏ ad nhá. Còn con ad này thì là 40.000 một con. Đó. Về các bác xài, lắp đặt gia đình nhà mình cực kỳ tiện luôn.
Dây điện vàng nhá, dây điện vàng dài 30 mét này, về các bác xài sử dụng gia đình này. Đấy, những cái thiết bị nhỏ nhỏ cơ bản là ok. Quạt điện bóng đèn các thứ là công suất khoảng tầm 1000W đổ về là cũng thoải mái luôn anh em này. Đấy, dài 3 mét nhá, cắm rất là tiện luôn. Đấy, con này nó sẽ có tích hợp luôn cả ổ cắm và cả chân cắm luôn, đúc liền luôn nhá. Đấy, đây. Hàng có cả đèn báo thứ đầy đủ luôn. Đây là cái phần chân nguồn ngắm vào này. Ổ cấp ra các bác luôn này. Đấy, có cả chân dẹt chân tròn là các bác chiến hết cho em luôn. Đấy, một quận này dài 3 mét. Giá thì cũng rất là hạt rẻ bình dân thôi. Em báo giá luôn nhá. Quận này thì em báo giá thì các bác rẻ giật mình luôn. Đấy, lên mã giúp em xem nữa cái quận dây dài 3 mét nhá. Quận dây điện màu vàng. Đấy, quận dây điện màu vàng dài 3 mét. Giá của nó sẽ là 130.000 một quận thôi. Đấy, bán rẻ bán nhanh quá luôn. 130.000. Về các bác xài dụng bắt đầu đang đợt cuối năm dùng nhiều. Điện đóm quạt điện các thứ những thiết bị điện cơ bản xài con này là hợp lý. Đó, dây của nó cỡ dây 1 chấm nhá các bác nhá, cỡ dây 1 chấm. 130.000 một quận nhá, chỉ có 130.000 thôi. Chốt nhanh, số lượng có hạn nhá. Đấy, vào việc chốt nhanh cái này em còn tầm hơn chục quận, nó không nhiều đâu. Đấy, vào việc chốt nhanh với em luôn là 130.000 một quận này. Dài sẽ là đi 30 mét nhá, 30 mét luôn đấy. Đấy, hàng dài 3 mét luôn. Đây. Đấy, xịn cực kỳ. Bộ led nháy hạt ngọc này. Đấy thì lại lên video quay luôn bác luôn. Đấy, hàng bộ nháy rất đẹp luôn. Có cả điều khiển từ xa bác luôn nhá. Đấy, em đang quay vào trong cái điều kiện trời tối để bác xem rõ hơn này. Đấy, đèn nháy rất là đẹp này. Đấy, có điều khiển các chế độ khác nhau. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Nháy rất là nhiều kiểu khác nhau luôn. Đây. Đấy, bấm cho các bác nhiều xem này, rất nhiều kiểu luôn. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đó. Quá chất lượng luôn. Đấy, có thấy không? Cực kỳ ok nhá, mà giá thì rất là hạt rẻ. Bình dân thôi. Đấy, quá ok này. Lô, lô. Đấy, có cả nháy theo nhạc luôn này. Lô, 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 lô. Đấy, nháy theo nhạc nhá. Đấy. Đây các bác. Đây các bác nhìn này. Đó, con này nháy cả theo nhạc luôn, xịn lắm. Bộ này xịn quá. Đấy, ngon, bộ này ngon, bộ rẻ, đẹp chất lượng mà có 70.000 bộ thôi. Đây để em cho tí ánh sáng quay cho bác chi tiết này. Đó, đây thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like nhá, cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới nhất em, và khi mà các bác mua hàng bên em nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán luôn nhá. Đấy, rất nhiều những mã hàng mới trong video hôm nay. Đấy thì vừa quay bác cái led hạt ngọc trong cái trời tối nhá. Đấy, nó nháy rất là đẹp luôn. Đó, một bộ này là bao gồm là một cuộn led này. Một cuộn này thì sẽ có chiều dài là 10 mét nhá. 10 mét và đi kèm là một cái điều khiển như này. Giá nó thì chỉ có 70.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn led hạt ngọc nhá. Cuộn led hạt ngọc này. Đó, cuộn led hạt ngọc. Giá sẽ là 70.000 một bộ này. Đấy, bao gồm là một cuộn led và một cái tay điều khiển từ xa, rất là hay nhá. Cái này là các bác có thể là chơi cho em ngoài trời thoải mái luôn. Đấy, chống nước thoải mái luôn đây này. Đây, các bác nhìn này. Cái phần hạt của nó là nó được bịt kín luôn. Đấy, bịt kín luôn nên là các bác chơi cho em ngoài trời mưa, trời gió, ngoài trời thoải mái luôn nhá, không lo nó bị chập cháy đâu. Đó. Và cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Đấy, về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, các bác có thể tận dụng, các bác cắm. Đấy, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, là đèn nó lên, có thế thôi. Rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đó. Thì một bộ này là 70.000 nhá. Một bộ này là 70.000. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ led hạt ngọc. Đấy, bộ led hạt ngọc nha. 10 mét nhá, dài 10 mét. Đó, dài 10 mét về các bác chơi thoải mái luôn, trang trí nhà cửa các thứ là rất là ok nhá. 70.000 một bộ nha. Đấy, thì là một bộ đấy là 70.000. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cái củ sạc để cấp nguồn cho cái bộ led này. Nếu mà các bác nào có cái củ sạc điện thoại thì về các bác có thể tận dụng. Còn nếu mà các bác chưa có, các bác muốn mua thêm thì bên em có bán kèm thêm cái củ sạc của Samsung 5V 2A nha. Một cái củ này thì bên em đang bán cho bác giá sẽ là 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ được cái củ sạc Samsung nhá, củ sạc Samsung cấp nguồn cho cái bộ led này thì là 30.000 một củ nhá. 30.000 một củ này. Đấy, thì về các bác có thể mua thêm để về các bác cấp nguồn. Còn nếu mà các bác có rồi thì mình có thể tận dụng những cái củ sạc nhà mình các bác xài nhá. Còn không thì mình mua thêm. Còn bộ led này thì đang bán bác là 70.000. Chọn một bộ này là có chiều dài 10 mét và một cái tay điều khiển các nhá, một cái tay điều khiển từ xa, rất là đẹp. Đấy, lúc đầu video em đã test bác rồi. Đấy, hàng rất là đẹp, thiết kế rất chắc chắn luôn. Chơi ngoài trời nắng mưa cho em thoải mái luôn nhá, rất là bền bỉ ok. Đấy, ánh sáng đẹp, nhiều màu sắc khác nhau.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ vít mã V7 này. Đấy, nhiều bác hỏi quá thì hôm nay hàng nó tiếp tục về nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vít V7. Bộ này thì bên em đang gửi bác một cái bộ vít 7 cây này, hàng thanh lý cửa hàng. Giá nó chỉ có là đi 60.000 bộ thôi. Đấy, rất là rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ mà về các bác xài sử dụng nhá. Cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác để về các bác có thể lắp vào những cái dòng máy khoan pin, máy khoan cầm tay cho em thoải mái luôn này. Chân sẽ là chân lục giác, chân PS2 nhá. Và đây là cái phần đầu đó. Đầu là đầu Bakia và có cái phần cạnh, các bác nhìn phần cạnh sọc này. Đấy, cạnh sọc để khi mà các bác vặn vít nó không bị trượt, nó không bị trơn nhá các bác nhá. Đấy, vặn vít nó ăn con vít để các bác xoáy nó dễ hơn. Đấy thì một bộ này là bao gồm là 7 cây đây, 7 cho bác coi. Đây một bộ nó nha. Đấy, một bộ nó sẽ gồm là 7 cây nhá, 2 4 6 7 cây. Đấy, 7 cây đầu Bakia, chân là chân lục giác nhá các bác nhá. Đầu chân PS2 để về các bác xài. Cái phần đầu này đều có nam châm từ tính luôn nhá. Đấy, hút rất là chặt. Để về các bác bắt vít các thứ này, vặn ốc vít các thứ rất là tiện luôn. Những con Bakia rất là đẹp. Đấy, về các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp em sẽ cái bộ vít V7 này. V7 em bán giá rẻ thôi, 60.000 bộ thôi, chỉ có 60.000 bộ. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ vít mà 7 cây này chỉ có 60.000, về các bác xài. Đấy, xài gia đình, anh em thợ thuyền xài rầm rã thoải mái cho em luôn. Đấy, có cả cây dài, cây ngắn lẫn lộn cho bác xài luôn nhá. Đấy, các bác thích dài có dài, thích ngắn có ngắn, là một chọn bộ luôn. Bên em bán một lúc một bộ nữa, không tách lẻ các bác nhá. Đấy, bán một lúc là một bộ luôn là 7 cây. Thì cứ lên mã cho em sẽ là bộ V7 nhá. 60.000 các bác nhá, 60.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hợp lý. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái rắc nguồn 5V ra 12V này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi quá nhưng mà em về quên em chưa quay, thì hôm nay em quay luôn bác này. Đấy, em nó về từ mấy bữa trước đấy, thì đây. Đấy, thì quay lại bác luôn nhá. Cái này thì em quay nhiều là giới thiệu nhanh thôi. Cái này thì nó rất là dễ xài nhá. Về các bác có một cái cục sạc điện thoại các bác cắm vào thì nó cấp nguồn, là cái nguồn vào của nó sẽ là nguồn 5V. Đấy, cứ đảm bảo là nguồn 5V. Đấy, ví dụ như là các bác có cái cục sạc điện thoại nhà này. Đấy, nguồn 5V được, các bác cắm vào đây. Thì nó sẽ đẩy lên giúp em là được là thành là 12V luôn nhá. Đấy, đẩy từ cái đầu là đầu 5V, nó sẽ đẩy lên thành 12V. Thì đây, cái chân nó sẽ là chân này, chân tròn nhá. Về các bác ví dụ như trong trường hợp ví dụ như là Wi-Fi, trong trường hợp nó mất điện này, các bác muốn cắm vào Wi-Fi này hoặc là camera. Đấy, thì các bác có thể là cắm vào cái củ sạc điện thoại hoặc là cái cục sạc dự phòng. Các bác cấp nguồn cho cái cam hoặc là cái củ Wi-Fi nó duy trì nguồn nhá, rất là tiện luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái rắc nguồn 5V ra 12V nhá. Cái này thì em báo giá nhanh là 20.000 một cọng này thôi nhá, 20k. Đấy, rắc nguồn 5V ra 12V này. 20.000 nhá, 20.000 một cọng này thôi. Đấy, giá rất là rẻ bình dân. Cái này cũng nhiều bác hỏi lắm nhưng mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về này. Đấy, rắc nguồn 5V lên 12V nhá, 20.000. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mỡ hàn này. Cái mỡ hàn nhiều bác cũng hỏi là cái có cái dòng gì để hàn cho nó dễ hàn, mũi hàn nó đẹp mà nó ăn không? Đấy, nó dễ bắt mũi hàn không? Thì đây, mua cho em cái hộp này về. Đấy, nó là cái hộp mỡ hàn nhá. Nó là cái dạng chất xúc tác để khi mà các bác hàn giúp mũi hàn của bác đẹp hơn này, nó dính hơn này. Đấy, dính hơn. Đấy, nó bền hơn, nhìn nó đẹp, mũi hàn nhìn nó tròn mũi hàn. Đấy, thì các bác mua cho em cái mỡ hàn này về. Đấy, về các bác dùng sử dụng hàn cùng với lại cái thước nhà mình, hàn cực kỳ đẹp mà mũi hàn rất là ngon. Cái này em bán cực kỳ nhiều rồi. Cái này giá cũng rẻ thôi, 20.000 hũ nhá. Một hũ này của nó là 30g, về xài thoải mái luôn. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hũ mỡ hàn nhá. Mỡ hàn. Đó, mỡ hàn này. Mỡ hàn nhá, mỡ hàn là 20k một hộp này, là một hộp này là 30g nhá. Hộp là 30g. Đó là giá của nó sẽ là 20.000 một hộp các bác nhá, 20k. Dầu gió này thì vẫn còn hàng để vũ bác này. Dầu gió của Singapore nhá, chai 24ml. Giá thì bên em đang gửi bác là 50.000 một chai. Đấy, hàng thì cam kết chính hãng luôn. Đấy, hàng xuất đi Mỹ này, có cờ Mỹ này. Đấy, cứ lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió nhá. Chai dầu gió xanh 50.000. Cái này thì em quay nhiều quay nhanh nữa thôi. Đấy, 50.000 một chai. Tiếp theo thì lên bác đó là cái sản phẩm rất là hay. Lâu lâu không quay bác này. Cái túi xi măng dẻo nhá, túi xi măng dẻo. Về các bác có những cái lỗ mà nó bị hở, các bác bình thường là các bác cứ phải mua xi mua vữa về các bác trộn, nó rất là mất công. Đấy, rồi là nó bất tiện thì các bác mua cho em cái túi này về. Cái này nó chỉ có 5.000 một túi thôi nhưng mà dùng rất là hay. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái túi xi măng dẻo nhá. Đấy, xi măng dẻo này. Một túi này là 5k nhá, một túi là 5k thôi, chỉ có 5.000 đồng cho một túi thôi. Đấy, lấy bao túi tính mấy đâu tiền có thế thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân mà về dùng rất là tiện. Đây, cứ lên mã giúp em sẽ là cái túi xi măng dẻo nhá. 5k một túi nhá. Đấy, 5.000 một túi. Đây em bóc cho bác một túi này. Nó là cái dạng kiểu dạng xi măng dẻo dạng ấy mà. Đấy, thì về các bác lấy ra. Đấy, lấy ra như này. Đó, nó sẽ dẻo dẻo như này. Đấy, về các bác có những cái chỗ mà
cần các bác chít vào thì các bác lấy cái này ra. Đấy các bác nặn xong nó có chít vào và các bác để một thời gian thì nó sẽ khô như xi măng luôn. Đấy, nó sẽ khô xi măng. Những cái lỗ mà điều hòa này rồi là những cái lỗ hở này. Đấy thì các bác chít cái này vào trong rất là hay. Đấy nó sẽ dẻo dẻo như xi măng này này. Đấy dẻo dẻo xi măng rất hay nhá. Đây. Đó dẻo dẻo xi măng. Các bác để là nó sẽ khô nó cứng như xi măng luôn, rất là hay nhá. Đấy một túi này là 5k về các bác xài. Đó thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng mình, nếu mà chỗ nhiều thì mình có thể mua nhiều. Đấy, ít thì mình mua ít. Đó, một túi này của nó được một cục cục như một cái nắm nắm cơm này. Đấy, rất là ok nhá. Cứ lên mã cho em sẽ cái xi măng dẻo nhá. Đấy xi măng dẻo. Một túi này là 5k thôi. Đấy, 5k. Dùng cực kỳ là tiện mà thay thế xi măng rất hay. Đấy, chỉ có 5.000 một túi thôi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Mà dư thừa như vậy thì nên dùng cái xi măng chống thấm để nhét vào này, để che đi cái khuyết điểm mà đi, hoặc là mấy cái lỗ điều hòa của mình á, chét vào để đỡ hao tiền điện. Những lỗ dư thừa này mình có thể chét vào. Đây là xi măng dẻo chống thấm, có thể dùng khoảng 4 tiếng sau nó sẽ khô cứng lại. Mình có thể đổ nước vào để cho nó mềm ra rồi bóc ra thôi. Các bác có nhu cầu thì có thể bấm mua nhá. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, những cái lỗ dư thừa này, rồi những cái chỗ lỗ điều hòa này. Các bác muốn bịt kín vào những cái phần nắp cống một thứ này, muốn bịt kín vào. Đấy các bác mua này về có bịt vào tiện cực kỳ. Đấy chỉ có 5.000 một cái túi nhỏ thôi. Đấy, mua bao nhiêu túi tính bấy nhiêu tiền, dùng rất là hay. Đấy nó dẻo dẻo. Như kiểu dạng như kiểu đất đất sét này. Đấy nó khi mà các bác xài nó kết dính vào nhau. Đấy nó kết dính vào nhau nhá, rất hay. Đó, 5.000 một túi nhá. Xi măng dẻo nhá. Đó 5.000 một túi. Tiếp theo thì sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái máy hút bụi ga giường. Lên mã em sẽ cái máy hút bụi ga giường này. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Các bác mua về chuyên dùng để hút bụi ga giường nhá. Đấy ga giường, nệm ghế, sofa cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy. Máy chạy được cực kỳ khỏe nhá đây. Sản phẩm này thì nó là dòng sạc tích điện nhá, sạc tích điện nó là dòng không dây các bác. Nó có kèm pin tích điện sẵn rồi. Các bác sạc đầy pin sau đó các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy và khi mà hết pin thì các bác lại sạc vào. Cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn 5V 2A này, công suất của nó sẽ là 68W các nhá. Đấy so với lại máy thì 68W này thì nó là dòng máy pin thì nó rất là trâu bò rồi ạ. Đấy, bình thường thì nó chỉ khoảng tầm vài chục watt thôi, nhưng đây con này nó lên đến là 68W nhá, rất là trâu bò luôn. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nha, đóng gói rất cẩn thận kỹ càng luôn. Đây, con máy nhá. Đấy hàng hãng, hàng thương hiệu hàng loạt. Sẽ gồm có là thân máy chính này, nút nguồn bật tắt này. Đấy đây, non tớt này. Đấy, hãng nhá, rất xịn sò, ok. Máy rất chất lượng luôn. Đấy có cả tem mác đầy đủ hết luôn nhá, thông số kỹ thuật này. Đó, 65W 185mm này. Máy hút cực kỳ khỏe nhá và máy chạy rất ok. Đấy thì đi kèm sẽ có là một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy rồi là dây cáp sạc nhá. Dây cáp sạc thì đây là cái dây sạc. Nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cục sạc điện thoại, các bác cắm một cục sạc điện thoại sau đó các bác cắm sạc cho nó là sử dụng thôi. Đây. Đây cơ, đây là cái phần chân sạc của nó đây. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, các bác sạc vào nhá. Đấy cắm vô là sạc. Còn khi mà hút thì các bác chỉ phải hút thôi. À con này nó có một cái chế độ rất hay. Đó là cái chế độ đèn cực tím này. Đấy thì nó sẽ vừa hút và nó sẽ đồng thời là khử khuẩn luôn các nhá. Đồng thời khử khuẩn luôn. Thì rất là dễ xài. Ví dụ về nhà các bác có chăn ga gối đệm là các bác chỉ việc bật máy lên. Sau đó các bác cứ đưa cho em đi. Đấy đưa kéo đi kéo lại nhà cho là xong. Đấy, hai cấp độ nhá, cấp độ 1 này. Cấp độ 2 này. Đó. Máy chạy rất khỏe luôn, máy hút khỏe lắm. Đó vào đây. Khi mà hút xong thì nó sẽ chứa rác vào trong này, các bác chỉ cần lấy cái này ra. Sau đó các bác đổ rác ra, các bác vệ sinh cái phần lọc này và các bác khi vệ sinh sạch sẽ xong các bác lại lắp vào là ok thôi. Đây các bác lại lắp vào đây. Đây nó có cái lẫy này. Nó có cái lẫy cá nhá. Đấy có cái lẫy cá đấy, các bác xoáy vào. Đấy khớp nó vào là xong, đây nó có cái lẫy cá. Đây em sẽ hút thử test thử bác coi này. Đây nhá, đây em sẽ test thử bác coi nhá. Đây có một cái đường giấy này em sẽ hút thử bác coi này đây nhá. Bật máy này. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Em đi vài đường cái là nó hút hết những cái rác rửa thứ trong này. Và đây là tờ giấy rất là to nhá. Chứ còn những cái bụi mịn ở trên giường thì nó hút rất là sạch luôn. Đấy thì nó sẽ hút tất vào trong cái lỗ này và nó sẽ chứa vào trong cái hũ này nhá, chứa vào trong hũ này. Và lúc nào lấy thì các bác lấy cái lõi lọc ra. Đấy các bác vỗ hết những cái rác rửa này ra này. Đấy, vỗ hết rác rửa này ra. Và các bác lại lắp cái lõi này vào cho em. Đấy khi nào hút thì nhớ cho em là lắp cái lõi này vào nhá. Đấy lắp cái lõi này vào. Và các bác lại lắp vào máy. Sau đó là các bác lại xài. Các bác bật máy lên các bác hút thôi. Rất là dễ dàng dụng nhá. Đây. Máy hút rất khỏe luôn đây. Các bác coi. Đấy thấy không? Đây này. Máy hút rất khỏe luôn nhá. Đấy thấy không? Máy hút luôn này. Đó. Máy hút cực kỳ khỏe luôn. Đó. Máy nhìn nó hút luôn này. Đây. Đấy, tờ giấy to này nó hút cơ mà. Đấy, rất ok nhá.
Rồi lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá. Chuyên để các bác hút bụi ga giường. Giá rất bình dân thôi. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường này, hút bụi ga giường. 280k nhá, 280k. Và giá này thì em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, máy hút bụi ga giường nhá. Rồi các bác tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Cái này rất là hay. Về các bác đựng đồ đạc gia đình nhà mình rất là tiện dụng luôn. Đấy, cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, nhà này thì cả các bác để lên cho em dùng rất ok. Một chiếc kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, thiết kế thì phần khung giá đỡ này của nó là bằng nhựa này, còn những cái ống ống trụ chính của nó là bằng inox nhá, rất ok. Đấy, và đi kèm thì nó sẽ có là những cái bánh xe để các bác có thể di chuyển đu đi đu lại ok luôn, rất tiện dụng này. Bánh xe có thể là xoay 360 độ luôn, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ được cái kệ xe đẩy 4 tầng nhá. Đấy, hàng này thì hàng của Việt Nam ạ. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam nhá, kệ xe đẩy 4 tầng. Cái này em báo giá luôn, giá của nó thì chỉ có 80.000 một cái thôi. 80.000, giá rất là bình dân, dễ mua. Đấy, và sản phẩm dùng rất là hay. Các bác mua về mình đựng những cái đồ lặt vặt trên những cái kệ này cho nó gọn này. Đấy, lúc mình tìm cái thứ ra nó dễ tìm nhá. Con này thì chiều dài của nó rơi vào là đi 39 này. Cái bản rộng của nó rơi vào là 22 và chiều cao của nó rơi vào là đi chiều cao của nó rơi khoảng tầm 60 nhá, 60. Đấy, nói chung là nó khá là to tát chắc chắn nhá. Đây. Đó, hàng cũng khá là xịn. 4 tầng. Đấy, 4 tầng nhá. Đây các bác nhìn này, 4 tầng này luôn. Rất là ok nhá. Đấy, 4 tầng ngon này cái nào luôn. Các bác đựng được khá là nhiều đồ nhá. Đấy, mỗi khay này các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh như này. Đấy, mỗi lần mình tìm mình lấy cũng dễ tìm những cái đồ đạc các thứ của nhà mình. Đó thì hàng đồ gia dụng cao cấp nhá, lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Giá của nó sẽ là đi 80.000 một chiếc thôi nhá. Chỉ có 80.000 thôi, rất là ok. Đấy, về các bác lắp đặt và các bác xài. Hàng này thì bên em sẽ gửi thì sẽ tháo rời nhá, còn về thì các bác lắp đặt và là xài thôi. Con này nó cực kỳ dễ dàng lắp đặt luôn. Đấy, cho cả người già chị em cũng có thể lắp được luôn, nó dễ lắp lắm. Lắp cực dễ cực kỳ luôn. Nó 80k nhá, chỉ có 80.000 thôi. Kệ xe đẩy 4 tầng nhá, nó sẽ gồm có là 4 tầng nha. Đấy, 4 tầng nha, chiều cao là 60. Dài là 40 và rộng của nó là 22 nhá, 22. Khá là to ta chắc chắn luôn, 80.000 một cái thôi. Bộ dao 3 món của Đức này, hàng bên shop tiếp tục hàng về. Lên mạng em sẽ cái bộ dao 3 món nhá. Bộ dao Đức 3 món hàng của Huy Linh. Đây. Set 3 dao của Đức của Huy Linh nhá, em báo giá luôn là 130.000 bộ này, chỉ có 130.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Bộ set 3 dao của Huy Linh cực kỳ xịn chất lượng đây. Em sẽ bóc cho bác coi này. Quá xịn sò, quá chất lượng luôn. Mới nguyên hộp như này nha, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Logo Willing nha, đấy logo Willing. Con này sẽ một bộ này sẽ gồm có là 3 dao nha các bác nhá, 3 dao. Một chiếc dao thái này, thái lọc phi lê này, thì các bác xài con này cho em. Đấy logo Willing nha, đấy thái lọc các bác xài con này cho em nhá, rất chắc chắn luôn, tay cầm này. Tiếp theo thì là một cái con thái này, một con thái bản to nhá, con này là chuyên để các bác thái bản to này, đấy các bác xài nhá, rất sắc bén luôn. Đó, thép chất thép cực kỳ chất lượng đây, logo Huy Linh này. Đó, con này các bác thái bản to. Và một cái con nữa là các bác dùng để chặt này. Đấy, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương các bác xài con này nhá. Đó, nói chung là gia đình các bác mua cho em bộ ba này các bác xài thoải mái rồi. Đây. Đấy có logo Huy Linh nhá. Con này các bác chặt gà, vịt, thịt xương quá ok rồi. Đó. Một bộ này là gồm 3 dao nhá. Một dao thái này, thái lọc phi lê này, một con dao thái bản to này và một con dao chặt nhẹ này, ok luôn. Một bộ 3 dao này. Giá đang gửi bác là 130.000 nhé các bác nhé, 130.000 cho một cái bộ Đức dao Đức 3 dao của hàng của Willing nhé, hàng của thương hiệu Willing của Đức nhá. Đấy, logo hình hai thằng người này, set 3 dao 130.000 cho một cái bộ set mà bộ dao Đức 3 cây nhá. Đấy, bộ dao Đức 3 cây 130.000 bộ. Rồi tiếp theo thì lên nhanh cho bác cái siêu phẩm đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Lên mã em sẽ là nồi chiên không dầu hàng của Camel. Hàng của Camel này thì chuyên về đồ gia dụng rất là nổi tiếng các bác nhá, rất nổi tiếng, hàng thương hiệu của Nhật rồi, rất là xịn sò rồi. Con này thì dung tích của nó sẽ là 12 lít nhá và sử dụng điện 220, công suất của nó sẽ là 1500W. Các bác mua về dùng làm những cái món chiên không dầu rất ok. Đấy, đậu chiên này rồi là gà chiên, khoai tây chiên các thứ ra. Cái hay của sản phẩm này là nó không cần dùng dầu nên là các bác ăn uống nó đỡ dầu mỡ, đấy, đỡ gây nguy hại đến bản thân nhá. Đôi khi các bác ăn nhiều dầu mỡ rất là nhiều bệnh liên quan đến dầu mỡ này, máu nhiễm mỡ rồi là gan nhiễm mỡ này các thứ rồi. Đấy thì các bác tập ăn những cái kiểu dạng như kiểu là ít dầu ít mỡ đi, mình ăn nó ít dầu ít mỡ đi thì các bác sử dụng cái nồi nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái nồi này thì nó còn có chức năng là giã đông cực kỳ hay, như em đôi khi là
có những cái món thịt thà thứ là mà mình lấy ra muộn quá nó chưa kịp giã đông kịp ấy. Các bác thả vào cái nồi cho em đấy, giã đông rất là hay nhá, giã đông rất là hay. Thì đây tổng quan em nồi đây cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đấy, mùi 12 lít thì về các bác xài cho em thoải mái luôn đấy. Nướng cả một con gà khoảng tầm 2 cân 3 cân đây cho em thoải mái luôn này. Đây cái phần lòng nồi rất là rộng luôn này đấy, tay cầm rất chắc chắn bóng loáng luôn nhá. Thì con này thì nói chung là quá dễ xài rồi, người già trẻ em người lớn rồi là các thứ giờ mọi tầng lớp xài rất dễ dùng luôn đấy, rất dễ dùng mà dùng rất là tiện quá đấy. Như các bác làm những cái món nướng nước các thứ này vứt về chăm khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng là có những cái món nướng ra, gà nướng cá nướng này rồi là các thứ giờ mình ăn nướng ăn những cái món này nó đỡ dầu mỡ đi, ăn vừa đỡ ngấy mà nó đỡ bệnh tật quá đấy. Đôi khi là các bác ăn nhiều dầu mỡ quá nó cũng rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhá. Thì các bác mua cho em cái con này về sử dụng rất hay, mà giá nó bình dân thôi, nó chỉ có 520.000 một con thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mà dung tích nồi là lên đến là 12 lít thì rất là to. Đấy, nhà đông người cũng có thể xài thoải mái. Ở đây nó sẽ có hai cái nút bấm này, hai cái nút vặn này. Mà nút bên này thì sẽ là cái nút điều chỉnh nhiệt độ này. Con này nó chỉ điều chỉnh nhiệt độ từ 0 là tối thiểu và tối đa lên đến nhiệt độ là 200 độ C nhá. Và có cái nút bên này là nút chỉnh giờ thì nó chỉnh tối thiểu là 0 phút và tối đa của nó sẽ được là 30 phút này. Đấy thì con này nó có chế độ hẹn giờ thì các bác điều chỉnh cái nhiệt độ cần thiết cho món ăn, ví dụ như là trong vòng 200 độ hoặc là 180 độ chẳng hạn này. Đấy và trong vòng 30 phút nhá. Và khi mà hết giờ thì nó sẽ tự động là nó sẽ về 0 luôn. Đó, kêu tinh một cái là tự động là máy nó sẽ ngắt, rất là thông minh nhá. Các bác không lo bị cháy nào đâu vì cái này nó có chế độ hẹn giờ rồi là chế độ cài đặt thời gian hết rồi. Nên là các bác dùng yên tâm, nấu nướng các thứ giờ mình đỡ phải lỉnh kỉnh nhiều. Đấy, ví dụ làm cái món thịt nướng rồi cá nướng là các bác vứt về cho em cái là mình cứ set up cài đặt sẵn chế độ rồi là hẹn thời gian các thứ là tự động khi mà nó chín là nó sẽ nảy luôn. Đấy, rất là ok. Đây, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Mới nguyên hộp giấy tờ sử dụng này. Đấy, giấy hướng dẫn công thức nấu ăn là thứ này. Đấy, quá xịn sò rồi là cái giấy này là giấy hàng cái tờ này là giấy hướng dẫn của công ty này. Đó, rất là xịn sò ok nhá. Hàng của thương hiệu Camel. Con này thì nói chung em bán khá là nhiều rồi mà các bác mua về cũng rất ưng, sử dụng nấu rất là nhiều món luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không cần dầu nhá, nồi chiên không cần dầu. Đấy, nồi chiên không cần dầu. Công suất là 1.500W này, dung tích là 12 lít nhé, 12 lít hàng của thương hiệu Camel, thương hiệu của Nhật nhé, rất xịn sò ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu, em báo giá luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá thì tốt nhất thị trường luôn, 520.000 và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Các bác cứ đi tham khảo đi, những cái nồi 12 lít không là có giá 520 đâu, ít thì rơi còn tầm 700-800. Đấy, bên em bán gọi các bác là lãi chút tình cảm cho bác thôi. Đấy, nó chỉ có 520.000 lại cần bao ship cho bác tận nhà. Nồi thì rất là to tát chắc chắn dày dẫn đấy, sử dụng điện 220 cho em ok luôn. Đây, mở ra rút ra cho đồ ăn thứ vào đây. Đó, sau đó các bác xoáy set up thời gian nhiệt độ, khi mà nó hết thời gian cái là nó kêu lên tinh cái là đó là tự động là máy nó sẽ ngắt và các bác đồ ăn là báo hiệu là ok rồi. Đấy, trên này nó có những cái công thức ở trên này. Đấy, logo Camel này rất xịn sò. Nồi mới keng luôn nhá, nồi mới keng luôn. Lên mã cho em sẽ cái nồi chiên không dầu. 520.000, báo ship tận nhà luôn. Đấy, nồi chiên không dầu nhá, sử dụng nấu nướng rất nhiều món ăn, giã đông thức ăn cũng rất ok luôn. Ở Singapore, đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy. Hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy. Rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24 ml nhá, 24 ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân bảy màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em nên yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì
Cái hàng hai nắp này thì để chống, chỉ định là lại tại sao là dùng dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt, rất khó chịu. Đấy thì tại sao lại làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24 ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một một chai này là 24 ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24 ml này, 24 ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40 ngàn này. Một tip keo hai phần như này là 40 ngàn. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40 ngàn. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100 ml nhá. Đấy, một tip này là 100 ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10 ngàn một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10 ngàn một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy như này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi. 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Hot này. Đó, rất nhiều bác hỏi thì hôm nay hàng đã về nhá. Đó là cái hộp giòn cao su 200 cái. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về và em báo giá cái mã này luôn. Đó, bên em đang gửi bác giá một cái hộp giòn cao su 200 cái như này. Giá của nó sẽ là đi 40.000 một hộp các nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp giòn cao su. Đấy, giòn cao su 200 cái này,
200 chi tiết to nhỏ lẫn lộn nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Bên em vẫn đang bình ổn cho các bác nhá. Mặc dù là hiện tại đang nhập vào giá cũng khá là cao đấy, cao mọi khi nhưng thôi. Em vẫn đang bán giá 40.000 thì thôi, em vẫn cứ để cho bác giá 40.000. Đấy, lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, các bác yêu quý em thì mua ủng hộ giúp em nhá. Đó thì nó sẽ có các cỡ khác nhau. Đấy thì nó đã có phân cỡ ở trên cái tờ giấy nó đã dán đây này. Đấy 200 chi tiết nhá. Cái giò này rất là cần thiết này. Đấy, mỗi lần mà các bác ví dụ như là mình có những cái ống khí này, ống nước, ống hơi thứ này. Đấy cần, rất cần những cái giò này để các bác thay thế này. Đấy nó sẽ làm kín những cái ống đường truyền của bác nhá. Đấy rất là ok. Mà cái giò này rất là dai nhá. Đấy nó không phải những dạng giò thường. Đây giò có nhìn này, rất là dai, cực kỳ đàn hồi luôn. Đấy, các bác cứ kéo thoải mái, nó lại về vị trí ban đầu luôn. Do cực kỳ dai, nó bằng cao su chuẩn luôn đấy, nên là dùng rất ok và bán cực kỳ nhiều rồi. Với một cái mức giá 40.000 mà các bác được 200 cái giòn này thì các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, dùng vài ba năm. Đấy, đặc biệt là anh em thợ thuyền rất cần những cái sản phẩm nha. Đó thì bữa trước bác nào mà chưa chốt đơn được thì nhanh tay chốt giúp em nhé. Đấy, vì cái mặt hàng này nó không có thường xuyên đâu ạ. Mỗi lần nó về có vài trăm hộp thôi mà cứ bán nhoàng cái hết ngay vì rất là hot. Cái bản tiếp theo thì cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đó là cái bộ sạc pin 18650. Đấy, lúc nào số tuy nhiên thì có những cái mã hàng rất là độc đáo nha. Để gửi bác này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ mà sạc pin 18650. Giá bên em là gửi bác thì giá rất tốt luôn, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn rồi. 60.000 một bộ này. Đấy, một bộ này thì khi mà các bác sạc thì sẽ được một cùng một lúc sạc được là 4 viên nhá. Và nó sẽ có hiển thị đèn báo ở trên luôn, rất ok. Con này thì nó sử dụng cái nguồn vào thì cái nguồn nó rất là phổ thông và dễ kiếm, dễ dùng. Đây, input của nó sẽ là DC 5V 1-3A và output ra của nó sẽ là DC 4.2V 1000mAh. Đó, khi mà các bác sạc cho những cái dạng pin 18650 thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy, chuyên dùng để sạc cho pin 18650 nhá. Đấy. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc Samsung bên em đang bán này. Cục này thì bên em đang bán là 30.000 một cục nhá. Đấy, con này thì cái nguồn ra của nó sẽ là 5.0V. Đấy, tương đương với là 2A. Đấy, thì nó rất là phù hợp với lại cái sạc này rồi, thì các bác có thể mua kèm thêm cái cục sạc này. Đấy, thì đây em lấy ra quay mẫu cho bác này. Thì về các bác cắm vào đây. Đó, nó là cái cổng kết nối USB mà. Đấy, cổng kết nối USB này. Các bác cắm vào đây, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 thì khi mà cắm vào nó sẽ lên đèn báo luôn nhé các bác nhá. Nó lên đèn báo luôn. Và đây em lấy cho bác mấy cái viên pin thì em cũng đang bán luôn này. Đấy, pin 18650 thì em đang bán đây. Pin này thì hiện tại bên em đang bán là 20.000 một viên nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin. Đấy, còn bên em là các bác có pin rồi thì không cần. Còn cái này thì em bán vừa bán cả sạc vừa bán cả pin. Đấy, thì em sẽ lắp vào cho bác coi. Đấy, thì ở đây em lắp 3 quả thôi, còn một quả em để lại để quay cho bác luôn này. Thì khi mà các bác lắp 3 quả vào đây thì những chỗ nào lắp thì nó sẽ báo đèn đỏ, tức là đang sạc nhá. Và khi mà các bác sạc đầy thì nó sẽ nhảy lên đèn xanh như này. Đấy, ví dụ như là chỗ này hiện tại đang là đèn xanh nhá, em sẽ lắp nốt cái quả còn lại vào này. Đấy, lắp nốt quả còn lại vào nhá. Đó, các bác thấy không? Toàn bộ sẽ báo đèn đỏ hết luôn. Đấy, còn đây ví dụ em tháo một quả này. Đấy thì hiện tại đang báo đèn xanh, tức là pin đã đầy và nó sẽ tự động nó ngắt nhá, rất là thông minh luôn. Đây. Tháo viên thứ hai này, xanh luôn này. Tháo viên thứ ba xanh luôn, rất ok. Đấy, và các bác có thể sạc cùng lúc được là 4 viên hoặc các bác có thể sạc một viên một cũng được, tùy nhu cầu nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì cái con này nó rất là dễ xài và cái nguồn của nó cũng rất là phổ thông. Nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V 2A. Tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại để các bác xài cho cái sạc này rồi. Còn nếu mà các bác không có cái sạc đấy thì mình có thể mua thêm. Thì bên em đang bán là cái cục sạc Samsung 5V 2A. Thì cái cục sạc này bên em đang bán giá là 30.000 một cục. Đấy các bác nhá, 30.000 một cục sạc Samsung 2A này, để về các bác có thể cắm cho cái sạc pin 18650 này để các bác sạc này. Còn nếu mà các bác có cái cổng USB rồi thì về các bác cứ cắm vào cổng USB thì mình xài. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin thì bên em đang bán lẻ một viên pin 18650 như này. Giá của nó sẽ là 20.000 một viên đúng nhá. Đấy, 20.000 một viên thì cái này nó dùng khá là nhiều việc này. Đấy, dùng lắp vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này, cái pin này nó chung cái pin này nó dùng rất là nhiều, bây giờ hầu như toàn dùng cái pin này thôi. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20.000 nhá, một viên này là 20.000. Còn sạc nguyên sạc không? Đấy, nguyên sạc nguyên cái bộ sạc pin 4 viên như này. Sạc pin 18650 4 viên như này là 60.000. Đấy các bác nhá, 60.000 một bộ sạc pin 18650. Đấy là về, đấy là các bác nhu cầu về những cái mã nào các bác nhá. Đấy, còn cục sạc đi cùng đi kèm
có thể cắm chung với lại cái củ kia này là 30 ngàn các bác nhá. Đây tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn bên em gửi bác là 90 ngàn một viên, à 90 ngàn một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các bác nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này. Đấy, bật cho em về on thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đây cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link, tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này này, em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cho cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần vì dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán cho bác nên là dùng ok lắm đó. Thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, để em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy bật lên này. Đây vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy đây, vào kênh của nhà em này. Đấy bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy các bác. Các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh như này. Đấy các bác nhìn thấy con chuột này em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì hàng nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác về phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn, nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo anh em nhá. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn vì anh em dùng thực tế đây, anh em dùng 2 3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Kìa. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dạ gì nhá. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy thấy không? Đây đang lăn này, tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá, 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này, lấy cái con USB này cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn nhá, rất ok luôn. 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cái lên mã thì em sẽ là chuột không dây 90k một con. Tiếp tục em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò gửi bác luôn. Đấy. Bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà
đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn rồi này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn trò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhé. Đấy, và đây hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua một chỗ đấy. Đấy, còn đây chỉ em review cho bác cái này. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không hàng vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi em test thử với bác ngon lành luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không, đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm. Con này dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó, đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa. Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa. Đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không, quá ngon lành. Các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không, giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô, hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000, 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ giúp em là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40.000 một cái. Đấy, phụ kiện luôn, đó là cái dòng vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn, thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha, giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 4 6 8 10, đây 10 con vít nở sắt nha, thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. Cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6, và cái chiều dài của nó sẽ là 25mm nhá. Đấy, 25mm, và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Bác thể 4 cánh, em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ, sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn.
Đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà. Đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh ngoan là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi. Đấy, nó sẽ ôm sắt. Đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này. Đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hai lắp con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này. Đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ bất công. Con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi. Các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm. Dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này. Bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá. Ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó. Vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt nhá.